Chiến thần bất bại, tiêu chính văn. chương 781, rơi vào vòng vây. Thi đấu trên võ đài. Được lắm, vậy cứ để các người nghỉ ngơi trước đi. Hy vọng các người sẽ không lừa tôi. Nếu tôi biết các người nói dối tôi, vậy chắc chắn tôi sẽ không tha cho các người. Sau khi để lại câu này, ông ta bảo người của mình đi điều tra camera của các võ đường, nhất định phải tra ra được vị trí của tiêu chính văn. Đồng thời, Chúng cũng cởi trói cho Khương Vi Nhan và bố mẹ cô, rồi ném bọn họ vào cùng một chỗ. Từ phân nhìn sang Khương Vi Nhan, liền quát mắng, "Cô nhìn cô đi. Tìm thằng chồng gì đấy? Cả nhà chúng ta đều bị Tiêu Chính Văn hại thảm rồi. Cô xem bố cô đi, toàn thân trên dưới đều là vết thương, cô xem mặt cô đi. Đã bị đánh đến mức xương tấy lên rồi kìa. Đây đều là do Tiêu Chính Văn hại đó." từ phân chút toàn bộ lửa giận lên đầu tiêu chính văn nếu tiêu chính văn ở trước mặt bà ta thậm chí bà ta có thể nuốt sống anh luôn đủ rồi không có chính văn thì có cuộc sống của bố mẹ bây giờ sao khương vi nhan nghe vậy thì lạnh lùng trách móc một câu nói dọa từ phân vội ngậm miệng câm như hến khương vi nhan bây giờ quá cứng rắn rồi lúc này sắc mặt đồ hiu khó coi xuất hiện ở trước cửa sau khi từ phân và khương học bác nhìn thấy ông ta bước đến thì đồng loạt quỳ xuống đất phan xin quan có đầu nợ có chủ ai đắc tội ông thì ông đi bắt cậu ta là được rồi chúng tôi thật sự không thân thiết gì với tiêu chính văn chúng tôi không có chút quan hệ gì với cậu ta cả xin ông tha cho chúng tôi đi chúng tôi quả thật không chịu hành hạ nổi nữa rồi đối mặt với đồ hiu có sức mạnh to lớn bọn họ không còn cách nào nữa nói thật cho các người biết cho dù tôi giết hết toàn bộ các người ở đây thì cũng không ai truy cứu. Hơn nữa bây giờ tôi rất tức giận, nếu dao của tôi mà không thấy máu thì cơn giận của tôi sẽ không nguôi ngoai được. Đồ hiu cầm dao găm quân dụng mang theo bên mình, đặt trên mặt Khương Vi Nhan cua qua 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 lại. Chỉ nhìn thấy một đường ánh sáng của dao lướt qua gò má Khương Vi Nhan, lập tức xuất hiện một vết dao. Máu không ngừng chảy ra trên gương mặt, lập tức nhuộm đỏ cả cổ áo của Khương Vi Nhan nhìn thấy đồ hiêu rút dao ra, bọn họ hết sức sợ hãi. Khương Học Bác kìm nén cơn đau khắp người, quỳ xuống không ngừng cúi người cầu xin các người đừng giết chúng tôi, chưa cho chúng tôi một cái mạng đi mà. ư. Ừ. Khương Vi Nhan đưa tay che nửa bên má của mình, nhưng thoáng chốc đã bị mấy tên tử sĩ bên cạnh ấn giữ tay, đè xuống ở trước mặt đồ hiêu. đồ hiêu ngắm nghía con dao găm trong tay, lướt qua nhẹ nhàng trên mặt của Khương Vi Nhan nếu tôi đoán không nhầm thì tiêu chính văn rất yêu thích cô tôi đang nghĩ nếu tôi hủy hoại gương mặt của người phụ nữ hắn thích không biết hắn có còn thích cô nữa hay không khương vi nhan khép đôi mắt toàn thân đều đang run rẩy trong lòng cô bây giờ chỉ có sợ hãi đồ hiu cố ý kể sát dao găm trong tay lên mặt khương vi nhan khiến cô cảm nhận được sự lạnh lẽo dùng mình kia khương vi nhan rơi nước mặt nhìn đồ hiu nói chồng tôi tuyệt đối sẽ không tha cho ông đâu anh ấy là vua Bắc Lương của Hoa Quốc, thống lĩnh 300.000 binh lính Bắc Lương. Vậy sao? Vậy tôi thật sự muốn xem xem, bây giờ hắn ghê gớm cỡ nào. Mỗi 5 phút trôi qua, nếu hắn không xuất hiện ở đây, thì tôi sẽ rạch một nhát lên mặt cô, đây chính là cái giá mà tiêu chính văn để tôi phải chờ đợi. Bây giờ bắt đầu đếm ngược, 25 phút đầu vừa vặn đủ vẽ 5 nét lên mặt cô, 5 phút cuối cùng tôi sẽ cắt đứt cổ họng của cô, cũng như cả nhà cô sẽ bỏ mạng ở đây. Nếu không muốn chết vậy thì cô kỳ vọng tiêu chính văn mau chóng quay về đi. Đồ hiu lướt nhìn đồng hồ, dao găm trong tay vừa định rạch nhát thứ hai. Bên ngoài cửa bỗng truyền đến âm thanh tức giận mút trời, đồ hiu. Ông muốn chết hả? Dừng tay lại cho tôi. Ngay sau đó, mười mấy tên tử sĩ bị người khác đá bay từ bên ngoài cửa vào, toàn bộ đều nôn ra máu tươi, chết bất đắc kỳ tử một bóng người tràn ngập lửa giận mút trời bước vào trong biệt thự trong mắt tiêu chính văn lóe lên vẻ tức giận nhìn đồ hiu tròng trọc trên người anh tràn ngập sự phẫn nộ lửa giận trong mắt dường như đốt cháy cả thế giới lúc này đồ hiu cũng chậm rãi đứng dậy xoay người nhìn sang tiêu chính văn bị lửa giận bao vây ông ta cười khẩy nói vua bắc lương đã lâu không gặp lửa giận trong mắt tiêu chính văn bừng cháy anh liếc nhìn vết thương trên mặt khương vi nhan tức giận nói với giọng điệu lạnh lùng, đồ hiu. Hôm nay, ông phải chết. Đau đớn và vết thương mà vợ tôi chịu đựng, tôi sẽ trả lại cho ông gấp nghìn gấp vạn lần. Đồ hiu cười ha ha, đáp thế à? Chủ soái tiêu, lẽ nào cậu không cảm thấy, cậu đã rơi vào vòng vây của tôi rồi hay sao? chương 782, giết bảy chiến thần thiên cấp. Đồ hiu vừa dứt lời. Cửa sảnh lớn đột nhiên xuất hiện 10 bóng người mặc khoác dài màu đen mỗi bóng người đều có sát khí khủng khiếp, khiến người khác hết sức kinh sợ. Nhất là trên người bọn chúng tản ra sát khí và luồng sức mạnh hung tợn, người bình thường căn bản không thể chịu được. Mười cường giả chiến thần thiên cấp 4 sao. Mặt tiêu chính văn cứng đờ, trong con người lóe lên sự lạnh lẽo, liếc nhìn người bóng người phía sau, khóe mắt hiện lên sát khí ngút trời. Nhìn thấy sắc mặt của tiêu chính văn biến đổi, khóe miệng đồ hiu nhếch lên nụ cười khẩy đắc ý, ông ta nói với giọng điệu lạnh lùng, chủ soái tiêu, thế nào, bây giờ thuộc hạ của tôi không kém bát đại long tướng dưới trướng vua Bắc Lương cậu đâu nhỉ. Hơn nữa, thực lực của bản tướng cũng đã đạt đến trình độ ngang bằng với cậu. Sứt lời, đột nhiên đồ hưu cởi áo khoác dài màu xanh quân đội trên người mình ra, ném lên không chung, lộ ra cơ thể rắn chắc phạm vỡ của ông ta. Nửa khuôn mặt và nửa cơ thể đều che lấp bởi một lớp kim loại hợp kim titan, lóe lên ánh sáng bạc trói mắt, khiến người ta khiếp sợ. Khoảnh khắc đó, bỗng nhiên đồ hưu giải phóng sát khí thế trên người mình ra, một luồng sức mạnh mút trời nháy mắt cuộn sạch cả sảnh lớn, tràn ngập cả biệt thự. Sáu sao. Đó là luồng sức mạnh của cường giả sáu sao. Luồng sức mạnh cuồn cuộn bỗng chốc lao về phía tiêu chính văn, muốn nuốt chửng lấy anh. Nhưng tiêu chính văn đứng sừng sững tại chỗ, không hề nhúc nhích, cảm nhận luồng sức mạnh bộc phát trên người đồ hiêu, mặt mũi cũng hơi nhăn lại. Không ngờ đồ hiêu đã đạt đến cảnh giới 6 sao, chuyện này quả thật vượt quá dự đoán của tiêu chính văn. Nhìn thấy động tác khẽ cao mày của tiêu chính văn, đồ hiêu hung ác cười khẩy, nói, sao thế, chủ soái tiêu, có phải rất kinh ngạc không? Tiêu chính văn nhăn mặt, nhìn sang một bên mặt có vết máu của Khương Vi Nhan, trong ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, sau đó nhìn đồ hiêu chầm chầm, lạnh lùng nói động vào vợ tôi cho dù ông là sáu sao thì bản soái cũng phải giết ông một câu nói khiến sắc mặt đồ hiêu tối sầm lại sau đó bật cười ha ha nói không hổ danh là vua bắc lương sự ngang ngược này đúng là thế gian không gì sánh được đáng tiếc hôm nay cậu buộc phải chết trong tay đồ hiêu tôi đồ hiêu tôi cũng sẽ thay tiêu chính văn cậu trở thành chủ soái mới của bắc lương trở thành niềm vinh dự và tấm bia đá to lớn mới của hoa quốc sứt lời, sát khí và sự lạnh lẽo trong mắt đồ hiểu dâng trào cuồn cuộn. Ngay lập tức, 10 cường giả chiến thần thiên cấp 4 sao phía sau tiêu chính văn bất ngờ ra tay, tung ra đòn hiểm ác liệt, cùng sông lên muốn giết chết tiêu chính văn. Bên kia Khương Vi Nhan bị dọa sợ chết khiếp, cô hét lớn, á. Chồng, cẩn thận, anh đi mau, đi mau đi, đừng lo cho bọn em, nhớ chăm sóc tốt cho Nana. Thế nhưng, Tiêu Chính Văn mỉm cười với Khương Vi Nhan, nói: "Không, chúng ta phải cùng nhau chăm sóc Nana. Cứ yên tâm đi, cho anh 10 phút." "10 phút?" Đồ Hiêu nghe thấy con số này thì khuôn mặt cũng cứng đờ, tức giận quát: "Tiêu Chính Văn, cậu khinh thường người của tôi quá rồi đấy. Đây là 10 cường giả chiến thần thiên cấp 4 sao đấy." "Thế nhưng," Tiêu Chính Văn khẽ cười, khí thế trên người bỗng bộc phát, chớp mắt cuốn sạch cả biệt thự lấn át cả 10 luồng sức mạnh của cường giả chiến thần thiên cấp 4 sao đang xông đến ở phía sau. Khoảnh khắc đó, 10 luồng sức mạnh của cường giả chiến thần thiên cấp 4 sao ở trước mặt Tiêu Chính Văn 6 sao thì giống như một chiếc thuyền nhỏ trên mặt nước mênh mông, nhỏ nhặt không đáng kể. Ầm. Uhm, bỗng nhiên, một cường giả chiến thần thiên cấp 4 sao siết chặt nắm đấm, đánh một quyền về phần bụng của Tiêu Chính Văn. Cú đánh này mang theo sức bùng nổ và luồng sức mạnh đủ để hủy diệt một chiếc xe tăng, đập mạnh vào lồng ngực của tiêu chính văn giống như thiên thạch. Nhưng, giây tiếp theo, một tiếng rác vang vọng khắp biệt thự. Ánh mắt của tiêu chính văn đóng băng đứng tại chỗ, nhìn chăm chăm vào nắm đấm đang đánh tới, anh hơi nghiêng người, sau đó nhấc tay lên gắng sức chém xuống, nhát dao tay nặng nề chém vào cánh tay của tên cường giả chiến thần thiên cấp 4 sao một nhát dao tay đơn giản chém gãy cánh tay của gã đó trong chớp mắt. Đồng thời, tiêu chính văn nhấc chân, dùng đầu gối thúc mạnh vào phần bụng của tên cường giả chiến thần thiên cấp 4 sau đó. Mấy tiếng răng rắc như tiếng xương sườn gãy lìa, tựa như dây pháo, vang khắp biệt thự trong chớp mắt. Sau đó, cả người tên cường giả chiến thần thiên cấp 4 sao cong vòng lại, trong miệng phun ra một ngụm máu lớn, hai mắt trợn tròn, phủ đầy tia máu gã đó ngã xuống đất, bên dưới là một vũng máu, phần bụng hoàn toàn lõm vào, lục phủ ngũ tạng gần như đã chịu sức chấn động lớn, toàn bộ đều vỡ nát. Xung quanh im lặng như tờ. Chỉ đối mặt vài giây mà cường giả chiến thần thiên cấp 4 sao đã bị đánh chết. Chiến lược này quả thật quá khủng khiếp. Bỗng nhiên, chín tên cường giả chiến thần thiên cấp 4 sao còn lại dừng bước tại chỗ, ánh mắt đông cứng, đưa mắt nhìn nhau, không dám bước lên phía trước. Tiêu Chính Văn đứng tại chỗ nhướng mày, trong đôi mắt hiện lên sát khí ngút trời, càn quét đám cường giả chiến thần thiên cấp 4 sao, anh lên tiếng, các người không lên, vậy thì tôi lên. Đồ Hiêu thấy vậy liền nổi giận gào thét lên, giết hắn, chỉ cần giết hắn, bản tướng chính là vua Bắc Lương mới, các người là long tướng mới. Chỉ một câu gầm thét, chín tên cường giả chiến thần thiên cấp 4 sao sông lên giết Tiêu Chính Văn lần nữa, mang theo chín luồng sát khí khủng khiếp. Ầm. Um. Khoảnh khắc đó Tiêu Chính Văn cũng cử động, hai chân đạp mạnh xuống đất lao nhanh về phía trước, nhắm chuẩn vào một người trong số đó rồi nhấc chân lên, đá mạnh một phát ra ngoài. Rầm. Một tiếng vang cực lớn giống như bom nổ, cường giả chiến thần thiên cấp 4 sao bị cú đá của Tiêu Chính Văn đá bay ra trăm mét, đâm sập cả bức tường của biệt thự, ngã trong đống gạch vụn, không thể đứng dậy được nữa. Lồng ngực của hắn đã bị đá tạo ra một dấu chân lõm sâu vào trong miệng tràn ra vũng máu lớn lẫn vào các mảnh gạch vụn. Chỉ một cú đá đã giải quyết được một tên cường giả chiến thần thiên cấp 4 sao. Tám người còn lại cũng bộc phát ra sát khí tàn sát khắp nơi, gầm lên giận dữ sông đến muốn giết tiêu chính văn. Dầm dầm rầm bỗng chốc, trong biệt thự vang lên tiếng đánh nhau vang dội ầm ầm giờ phút này trong tay tiêu chính văn lóe lên luồng sáng. Con dao quân đội nằm cạnh vung lên không chung, giống như sao băng lướt qua, mang theo sát khí và nhuệ khí áp bức người khác, càn quét theo vòng cung bạc như lưỡi liềm trong không trung, chớp mắt đã xuyên qua hai tên cường giả chiến thần thiên cấp 4 sao trong số đó, trước sau trong suốt, chảy ra một vũng máu. Âm âm. Hai tên cường giả chiến thần thiên cấp 4 sao còn chưa kịp phản ứng đã uốn gối quỵ thẳng xuống đất, ngã trong vũng máu. Cho đến chết bọn chúng cũng chưa từng nhắm mắt. Tiêu chính văn giơ tay lên, thu con dao quân đội nằm cạnh về, con dao trong tay nhỏ xuống những giọt máu đỏ tươi. Trước mặt tiêu chính văn chỉ còn lại ba tên cường giả chiến thần thiên cấp 4 sao cuối cùng. Ba người này cũng không có can đảm chiến đấu tiếp nữa. Người đàn ông trước mặt giống như ác quỷ đến từ địa ngục, quá khủng khiếp, quá đáng sợ. Chưa đến 5 phút đã giết chết 7 tên cường giả chiến thần thiên cấp 4 sao. 7 tên đấy, sức mạnh này đã đủ để lật đổ cả một nước lớn mạnh. Nhưng ở trước mặt tiêu chính văn thì chỉ như con kiến, yếu ớt đến thế. Đây chính là tranh lệch của cảnh giới. Đây chính là tranh lệch của chủ soái và chiến thần. Khoảng cách quá lớn. Lúc này tiêu chính văn lạnh lùng liếc nhìn ba tên cường giả chiến thần thiên cấp 4 sao còn lại. Rõ ràng chúng đã sợ hãi tột cùng. Anh lạnh lùng nói cùng chết hay là chết từng người một audio điện tử võ tấn bền Chương 783, giết đồ hiu. Sứt lời, ba cường giả chiến thần thiên cấp 4 sao đột nhiên nổi giận, xông về phía Tiêu Chính Văn. Nhưng trong nháy mắt, ba người đó đều bị bay ngược về sau. Một ánh sáng bạc lóe trên không trung rồi xuyên thẳng qua ngực của ba người này, tuôn ra một lượng máu lớn. Rầm rầm rầm, cuối cùng ba cường giả chiến thần thiên cấp 4 sao đều ngã trong vũng máu khoảnh khắc này, dưới vườn cỏ của biệt thự xuất hiện 10 thi thể. 10 thi thể này là thi thể của cường giả chiến thần thiên cấp 4 sao. Lúc này đồ hiêu thấy toàn bộ thuộc hạ của ông ta đều chết trong tay tiêu chính văn, sát khí trên người cao mút trời, giận dữ quát tiêu chính văn, mày phải chết. Bỗng nhiên đồ hiêu xông lên, đấm một quyền mạnh mẽ vào tiêu chính văn. Tốc độ nhanh đến bất ngờ, sức mạnh bộc phát cũng cực kỳ đáng sợ sức mạnh lớn tới mức 10 cường giả chiến thần thiên cấp 4 sao đang nằm trong vũng máu kia cũng không so bì được. Dầm, tiêu chính văn nhanh chóng thoát khỏi sự công kích, đồng thời cũng tung ra một đòn đánh trả. Hai nắm đấm va chạm nhau trong nháy mắt, sức mạnh công kích cũng bộc phát mãnh liệt. Nắm đấm của hai người ở trung tâm, sức mạnh và sức ép khủng khiếp lan tỏa khắp nơi, tạo ra một luồng sức mạnh vô hình quét sạch cả biệt thự, khiến bức tường xung quanh đều bị nứt vỡ đây chính là cuộc giao chiến của hai cường giả sáu sao quá đáng sợ từ phân và khương học bác ngồi tê liệt dưới đất vẻ mặt vô cùng hoảng sợ toàn thân run rẩy không ngừng khương vi nhan cũng rất sợ hãi nhưng bây giờ kẻ địch đang tấn công chồng cô ở bên ngoài cô nhất định phải kiên cường chồng ơi khương vi nhan hét lên nước mắt trào ra không biết bao nhiêu lần tiêu chính văn rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm đều vì cô Khương Vi Nhan không nỡ cũng không muốn chứng kiến cảnh này. Nếu có thể, cô cũng muốn trở nên mạnh mẽ, cô cũng muốn trở thành hậu thuẫn bảo vệ được cho gia đình, bảo vệ được Nana và Tiêu Chính Văn. Nhưng hiện giờ, cô chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, cần người khác bảo vệ. Tiêu Chính Văn nghe thấy Khương Vi Nhan hét gọi tên mình, hơi liếc nhìn thì thấy giọt nước mắt của cô, liền nở nụ cười ấm áp nói: "Đợi anh." Đồ Hiêu đang điên tiết lại thấy Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan liếc mắt đưa tình liền bừng lửa giận đánh trực diện vào Tiêu Chính Văn. Đáng chết, dám coi thường tao, tao là sáu sao, thực lực của mày chỉ ngang tài ngang sức với tao. Chết đi, Tiêu Chính Văn. Đồ hiu gầm lên, cú đánh lao đến trong nháy mắt. Tiêu Chính Văn nhíu mày, cơ thể nhanh nhẹn lùi về sau kéo giãn khoảng cách với đồ hiu, rồi nhấc chân đạp mạnh tới. Cú đấm của đồ hiu rơi vào khoảng không, nhưng ông ta bất ngờ vung tay chặn cú đá của Tiêu Chính Văn lại. Cùng lúc đó, ông ta nắm lấy mắt cá chân của Tiêu Chính Văn, nở nụ cười lạnh lùng hung ác nói, Tiêu Chính Văn, mày chết chắc rồi. Sứt lời, đồ hiu cầm lấy cổ chân Tiêu Chính Văn ném văng ra. Thấy cảnh này, Khương Vi Nhan kích động hét lên, chồng ơi, a a a, ông mau thả chồng tôi ra. Dầm, khoảnh khắc đó, khí thế trên người đồ hiu như dã thú, Nắm lấy cổ chân Tiêu Chính Văn quăng liên tiếp, giống như một kẻ cầm thú đội lốt người đang xách theo một con mồi. Tiêu Chính Văn bị văng ra ngoài mấy mét, nặng nề đập vào một bức tường. Đồ Hiêu đứng yên tại chỗ, thấy Tiêu Chính Văn bò dậy từ đống đổ nát liền cười khẩy nói, "Tiêu Chính Văn, xem ra mày cũng chỉ thế thôi. Hôm nay mày nhất định phải chết trong tay tao." Tiêu Chính Văn lau đi vết máu trên khóe miệng, cười nhạt nói, "Đồ Hiêu, ông đúng là rất mạnh." nhưng sức mạnh này không phải của ông. sứt lời, cơ thể tiêu chính văn hóa thành cái bóng biến mất ngay tại chỗ. đồ hiu sững sờ, vội vã nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của tiêu chính văn. lúc này một âm thanh lạnh tanh đột nhiên vang lên sau lưng đồ hiu. tôi còn mạnh hơn ông nhiều, sáu sao ư, tôi đã vượt qua cảnh giới đó lâu rồi. dầm sứt lời, đồ hiu vội vã quay đầu, tiêu chính văn đã xuất hiện sát khí cuồn cuộn như sóng thần tuyết lở bất ngờ tấn công mạnh mẽ vào vị trí tim của đồ hiêu lập tức đồ hiêu vội quay người vô thức nhấc tay muốn ngăn lại nhưng đòn này của tiêu chính văn quá khủng khiếp đánh thẳng lên cánh tay phải cứng như titan của đồ hiêu khiến cánh tay đó của ông ta bị vỡ nát đồng thời sức mạnh bộc phát truyền thẳng tới trái tim của ông ta khoảnh khắc đó đồ hiêu trừng lớn hai mắt cúi đầu nhìn lồng ngực của mình Rõ ràng không hề tiếp xúc với ngực ông ta, mà sức mạnh như một vụ nổ hạt nhân đó lại khiến tim ông ta bị đả kích một cách chân thật. Chỉ trong chớp mắt, Đồ Hiêu có cảm giác trái tim của mình đang phải chịu một sức ép rất lớn, đập dữ dội kịch liệt như muốn nhảy ra ngoài, sau đó bùm một tiếng, nổ tung ngay tại chỗ. Ao. Đồ Hiêu nôn ra máu tươi, cả người cũng bị bay ngược lại hàng chục mét, đập mạnh vào bức tường và cột đá phía sau, sau đó bị ngã trong đống đất đá vụn. Bịch, tiêu chính văn đáp xuống đất, đôi mắt giá lạnh mang theo sát khí nhìn chằm chằm thân thể nhuốm đầy máu của đồ hiêu trong đống đổ nát, từng bước từng bước đi về phía đồ hiêu. Tiêu chính văn biết, cú đấm đó của anh đã khiến trái tim đồ hiêu bị vỡ nát. Ông ta chết chắc rồi. Lúc này, tiêu chính văn cúi đầu nhìn đồ hiêu nhuốm đầy máu, lạnh lùng hỏi, ngày đó là ai đã cứu ông? Là ai khiến ông trở nên như bây giờ? Đồ hiêu không ngừng nôn ra máu, hai mắt vô định nhìn bầu trời xanh, cười nhạt nói, tiêu chính văn, mày vĩnh viễn sẽ không biết, kẻ địch của mày mạnh như thế nào, bọn họ có thể khiến tao trở nên thế này, khiến tao có được thực lực 6 sao, thì cũng có đủ năng lực tạo ra nhiều người có sức mạnh như tao. Tiêu chính văn cau mày, lạnh lùng liếc nhìn đồ hiu hỏi, là xích diệm vương sao? Nghe thấy tên này, đồ hiu rõ ràng rất khích động, hai mắt trừng lớn nhìn chầm chầm tiêu chính văn, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nôn ra vũng máu lớn, mất đi cơ hội sống sót, biến thành một cái xác. Tiêu chính văn nhíu mày, nhìn thi thể của đồ hiu, thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt lóe lên sát khí. Xích diệm vương. Sau đó, tiêu chính văn xông vào phòng khách, cởi trói cho đám người Khương Vi Nhan. Mặt Khương Vi Nhan giản rụa nước mắt lao vào trong vòng tay của tiêu chính văn, nước nở nói, hu hu, chồng ơi, em sợ quá em còn nghĩ rằng không thể gặp lại anh nữa tiêu chính văn vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi không sao rồi không sao cả rồi là chồng không tốt mang đến nhiều phiền toái cho em như vậy khương vi nhan liền lắc đầu nói không anh không có lỗi anh là chồng em là bố của nana anh không bao giờ có lỗi cả là do em quá nhu nhược không thể bảo vệ bố mẹ không thể bảo vệ nana không thể bảo vệ anh chính văn à Dạy em một ít chiêu thức võ thuật đi, em muốn trở nên mạnh mẽ, em không muốn luôn là kẻ nhu nhược, ít ra em muốn có đủ năng lực có thể bảo vệ Nana. Chương 784, cuộc họp của bốn gia tộc lớn. Tiêu Chính Văn nhìn Khương Vi Nhan, nghĩ một lúc rồi gật đầu nói, "Được, anh dạy em." Không lâu sau, Ôn Bất Lâm dẫn một nhóm binh lính đến biệt thự, bố trí nghiêm ngặt xung quanh biệt thự. Nhân viên vệ sinh cũng nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ biệt thự. Lúc này ôn bất lâm đứng bên cạnh tiêu chính văn cúi đầu xuống, cả người run rẩy nói, chủ soái tiêu, cậu hãy trách phạt tôi đi. Là lỗi của tôi, không bảo vệ được cho vợ của cậu. Tiêu chính văn liếc nhìn ôn bất lâm lắc đầu nói, liên quan gì đến ông chứ, lần này đối thủ đến đây quá mạnh. Dù cả lực lượng binh lính ở Giang Trung tập hợp lại cũng không phải là đối thủ của chúng. Ôn bất lâm giật mình nhỏ giọng nói, chủ soái tiêu, cậu biết người làm chuyện này sao? Tiêu Chính Văn gật đầu, anh cũng đoán được là ai. Sau đó anh nói, tìm một nơi ở khác, ngoài ra tăng cường thêm vài người nữa. Vâng, ôn bất lâm đáp, sau đó kính cẩn đi ra ngoài. Tiêu Chính Văn đứng nguyên tại chỗ, suy nghĩ hồi lâu rồi mới gọi cho Long Lân. Ở đầu dây bên kia, Long Lân cung kính đáp, Long Vương, có hành động gì à? Tiêu Chính Văn nói, cậu và Long Ngao đến Giang Trung đi, long hình và long nguyệt ở lại long kinh để theo dõi động thái của nhà họ viên và nghe ngóng tình hình của ba gia tộc lớn còn lại vâng thưa long vương chúng tôi lập tức xuất phát đến giang trung long lân vui mừng nói mấy ngày nay họ ở trong bệnh viện quân khu long kinh chán ngấy luôn rồi nửa đêm máy bay chuyên dụng của long lân và long ngao đáp xuống sân bay giang trung sau đó long lân và long ngao gặp tiêu chính văn ở biệt thự Quỳ một gối xuống nói, Long Vương. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu tỏ ý hai người đứng lên, cười hỏi, sức khỏe thế nào rồi? Long Lân cử động tay chân cười nói, tôi không sao nữa rồi, rất khỏe ạ. À. Tiêu Chính Văn cười nói, Long Ngao, cậu đi theo bảo vệ an toàn cho vợ tôi, còn phải dạy cho vợ tôi vài kỹ năng phòng thân. Nghe vậy Long Ngao gái đầu hỏi, Long Vương, anh để tôi dạy mấy động tác phòng thân cho vợ anh sao? chuyện này tôi chỉ biết mấy chiêu chém chết thôi không ổn lắm đâu tiêu chính văn trợn mắt với anh ta tôi bảo cậu dạy những kỹ năng phòng thân cơ bản thôi à ra vậy long ngao gật đầu nhe răng cười sau đó tiêu chính văn nhìn long lân nói cậu theo tôi ra ngoài một chuyến đi đâu vậy ạ à? long lân phấn khích hỏi tiêu chính văn nhướng mày nói đến chiến khu tây mãng vẻ mặt long lân trở mặt cứng đờ khi nghe anh nói vậy anh ta hỏi long vương anh chắc là đến chiến khu tây mãng chứ tiêu chính văn gật đầu nói đúng chiến khu tây mãng có động tính khác thường thiên tử bảo tôi đến đó một chuyến vâng long lân đáp sau đó hỏi long vương sao anh không dẫn theo mấy người long nhất tiêu chính văn lắc đầu nói tôi đã sắp xếp những chuyện khác cho mấy người long nhất rồi cậu đi theo tôi là được vâng long lân đáp ngày hôm sau Tiêu Chính Văn chào tạm biệt mấy người Khương Nhan Vi. Khương Vi Nhan vừa sửa lại cổ áo cho Tiêu Chính Văn vừa nói, anh đi đường phải cẩn thận, em đợi anh về. Tiêu Chính Văn gật đầu, sau đó xoay người bước lên xe quân đội chuyên dụng rồi chạy thẳng đến sân bay quân dụng Giang Trung. Mấy người Ôn Bất Lâm đã đợi ở sân bay từ sớm, lúc này nhìn thấy xe của Tiêu Chính Văn đến họ lập tức chạy đến đón, cung kính nói chủ soái Tiêu, tôi đã thu xếp xong cả rồi. Tiêu Chính Văn gật đầu nói với ôn bất lâm, mấy ngày tôi không có ở đây, các ông phải canh giữ Giang Trung cho tốt. Chiều nay sẽ có 10.000 binh lính Bắc Lương vào Giang Trung để trà trộn vào đám binh lính dưới trướng của ông. Ông phải nắm chắc cơ hội này học cách huấn luyện của binh lính Bắc Lương để tăng cường khả năng phòng vệ của khu quân đội Giang Trung. Vâng, thuộc hạ đã rõ. Ôn bất lâm kính cẩn nói. Sau đó tiêu chính văn và Long Lân lên máy bay chuyên dụng để đến chiến khu Tây Mãng. Cùng lúc đó, nhà họ Viên trên núi Tiềm Long ở Long Kinh. Lúc này Viên Thiên Kiệt đang ngồi trong phòng khách của sơn trang nhà họ Viên, một bóng người đang quỳ trong phòng khách, gia chủ, ba vị gia chủ của gia tộc Lánh đời còn lại đã đồng ý đến hội nghị Tứ Long, dự định sẽ đến nhà họ Viên vào chiều nay. Viên Thiên Kiệt vui mừng đập tay lên trên ghế nói, "Tốt, lập tức chuẩn bị tiếp đón ba vị gia chủ." Lúc sắp nhá nhem tối, ba chiếc máy bay tư nhân đáp xuống khoảng không trong sơn trang nhà họ viên. Sau đó ba bóng người khí chất hơn người bước xuống từ trên máy bay tư nhân. Viên Thiên Kiệt đã đợi ba người này từ lâu vội vàng bước đến đón, tán gẫu vài ba câu rồi dẫn ba người cùng đi vào Sơn Trang. Không lâu sau, trong phòng họp của Sơn Trang nhà họ Viên, rèm cửa ở các cửa sổ xung quanh đều được kéo lại, cửa ra vào được canh gác nghiêm mật, mấy chục vệ sĩ mặc đồ vest canh gác ngoài cửa. Trong phòng họp, xung quanh khá là tối, không nhìn rõ gương mặt của ba vị gia chủ. Viên Thiên Kiệt ngồi ở vị trí đầu tiên trầm giọng nói, năm vị trưởng lão cấp bậc chủ soái của nhà họ viên tôi đều đã chết, chúng tôi còn bị mất mảnh giấy cũ của cuốn sách Thiên Sơn Thư Lục, nhà họ viên tôi sẽ không buông tha chuyện này dễ dàng vậy đâu. Hôm nay gọi ba vị gia chủ đến đây là muốn bàn bạc xem nên làm gì để đối phó với Tiêu Chính Văn, đối phó với Bắc Lương. Nghe ông ta nói vậy, ba vị gia chủ đều im lặng không nói. Một lát sau, một vị gia chủ có thân hình vạm vỡ ngồi trong bóng tối, một tay gõ liên tục lên mặt bàn, phát ra tiếng cộc 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 rất có nhịp điệu. Sau đó người đó lên tiếng, bây giờ mà cứng rắn đối phó với tiêu chính văn thì chỉ khiến nhà họ viên thiệt hại nhiều hơn thôi. Thiên tử đã đứng về phía tiêu chính văn, bất mãn với bốn gia tộc lớn chúng ta từ lâu. Nếu chúng ta muốn đối đầu với tiêu chính văn, chống đối Bắc Lương chắc chắn sẽ khiến thiên tử càng bất mãn hơn, đến lúc đó chúng ta sẽ thất bại trong kế hoạch đã tiến hành mấy chục năm nay. Đúng vậy, gia chủ nhà họ đường nói đúng đấy. Gia chủ nhà họ viên, chúng tôi mong ông có thể nhẫn nhịn, không nhẫn nhịn được cái nhỏ ắt không làm nên được chuyện lớn, không phải là ông không hiểu câu nói của người xưa đấy chứ. Vì đại cục, vì kế hoạch mấy chục năm của bốn gia tộc lớn chúng ta, những mất mát tạm thời của nhà họ viên thì có là gì? Một người khác lên tiếng nói, đây là một người phụ nữ trung niên, dáng người cũng khá gầy, hai tay khoanh trước ngực, hoa tai trên tai còn lóe lên màu vàng lấp lánh. Nghe vậy, Viên Thiên Kiệt nhíu mày đập lên bàn, tức giận nói, có tổn thất cũng không phải là của ba gia tộc lớn các người nên tất nhiên các người có thể dễ dàng nói mấy câu như có thể nhẫn nhịn. Nếu bất kỳ nhà nào trong các người bị tiêu chính văn phá hoại thành như vậy, liệu các người sẽ cam lòng sao? chỉ một câu nói này đã khiến ba vị gia chủ rơi vào im lặng. Họ liếc nhìn nhau sau đó một người khác hơi lớn tuổi hời hợt lên tiếng, gia chủ nhà họ viên, đừng hấp tấp, chúng tôi cũng chỉ nêu ý kiến thôi, dù sao bây giờ tiêu chính văn cũng có thế lực vô cùng lớn mạnh rồi. Cậu ta có 300.000 quân phá long của Bắc Lương, còn là điện chủ của điện thần long, phía sau còn thiên tử chống lưng, cộng thêm vị cường giả thiên vương bí ẩn xuất hiện ở nhà họ viên trước đó nữa, Chúng ta cần phải suy xét kỹ càng. Gia chủ nhà họ Đông Phương nói đúng đấy, cường giả Thiên Vương bí ẩn đó mới là người chúng ta nên suy xét phải đối phó thế nào. Lúc này gia chủ nhà họ Đường nói, dù thế nào thì cường giả Thiên Vương cũng là sự tồn tại khó mà với tới ở thế giới này. Dù bốn người chúng ta có bắt tay với nhau thì chưa chắc là đối thủ của cường giả Thiên Vương đó. Bây giờ chúng ta cần phải làm là điều tra rõ ràng rốt cuộc cường giả Thiên Vương đó có phải là Tiêu Long năm đó hay không. Chương 785, giết hết rồi xông thẳng ra. Câu nói này khiến phòng họp mờ mịt rộng lớn trở nên im lặng như tờ trong chớp mắt. Tiếng hít thở nhẹ nhẹ cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Hai chữ Tiêu Long này giống như có ma lực vô tận, khuấy đảo gia chủ của bốn gia tộc lớn, khiến tâm trạng bọn họ không yên. Tiêu Long năm đó đứng ở vị trí cao nhất của quân đội Hoa Quốc, còn là gia chủ nhà họ Tiêu, ngang hàng với bốn gia tộc lánh đời lớn. Nếu không phải bốn gia tộc lớn liên kết hãm hại Tiêu Long thì có lẽ bốn gia tộc lớn bây giờ sớm đã bị nhà họ Tiêu chèn ép không còn tồn tại rồi. Cho nên bọn họ vô cùng sợ Tiêu Long. Người này quá thần bí, cũng quá lớn mạnh. Nếu cường giả thiên vương kia thật sự là Tiêu Long năm đó, vậy mối nguy cơ mà bốn gia tộc lớn phải đối mặt vô cùng khó giải quyết cường giả thiên vương vô địch thế giới ai dám đối đầu chứ cho dù là gia chủ của bốn gia tộc lớn liên thủ cũng chưa chắc đã là đối thủ của cường giả thiên vương chân chính im lặng trầm mặc sắc mặt viên thiên kiệt cứng đờ lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh chết chóc lạnh lùng nói mặc kệ ông ta có phải tiêu long hay không chỉ cần chống lại nhà họ viên của tôi thì viên thiên kiệt tôi nhất định sẽ không tha cho ông ta. Cường giả thiên vương, quả thật là sự tồn tại đỉnh cao của thế giới này. Nhưng không có nghĩa thế giới chỉ có một cường giả thiên vương. Nếu ép nhà họ viên không có đường lui, thì mấy trưởng lão lánh đời đời trước của nhà họ viên tôi nhất định sẽ xuống núi giải cứu nguy cơ của nhà họ viên. Một câu nói giải quyết dứt khoát vấn đề. Ba gia chủ còn lại cũng đưa mắt nhìn nhau, sau đó im lặng gật đầu gia chủ đường có dáng người vạm vỡ lúc này lên tiếng nếu gia chủ viên đã khăng khăng như thế thì nhà họ đường tôi sẽ giúp đỡ hết sức nhà họ đông phương của tôi cũng sẵn lòng giúp đỡ hai gia chủ nói xong ánh mắt của ba người đồng loạt nhìn sang người phụ nữ trung niên ngồi khoanh tay trước ngực kia sau khi người phụ nữ kia im lặng chốc lát thì lên tiếng nếu ba gia chủ đều đồng ý đương nhiên nhà họ khổng của tôi sẽ đứng chung với ba người Thế là cuộc họp liên hợp bốn gia tộc lớn đã đạt được mục tiêu thống nhất. Nhắm vào Tiêu Chính Văn, nhắm vào Bắc Lương, triển khai kết hợp hành động chiến đấu. Lúc này, Tiêu Chính Văn đang ở trên máy bay chuyên dụng, vẫn không biết mình đã bị bốn gia tộc lớn nhắm vào. Lúc này, máy bay chuyên dụng đã đến vùng trời quốc gia của chiến khu Tây Mãng. Mới vào vùng trời quốc gia của chiến khu Tây Mãng, đã có 3 chiếc máy bay chiến đấu bay lên không khẩn cấp tới kiểm chứng. Sau khi biết được người ngồi trong máy bay chuyên dụng là chủ soái Bắc Lương, một chiếc máy bay chiến đấu trong đó lập tức báo cáo tin tức cho phòng chỉ huy của quân đội không quân chiến khu Tây Mãng. Sau đó, phòng chỉ huy của quân đội không quân chiến khu Tây Mãng lập tức nhanh chóng truyền tin vua Bắc Lương đến thăm chiến khu Tây Mãng tới phòng tổng chỉ huy của quân đội chiến khu Tây Mãng. Lúc này, trong phòng tổng chỉ huy của quân đội chiến khu Tây Mãng có một bóng lưng to lớn hùng vĩ giống như lưng hùng vai gấu, đứng trong phòng tổng chỉ huy của quân đội cực lớn, nhìn binh lính diễn tập ở các phân khu chiến khu Tây Mãng trên màn hình điện tử to lớn. Tổng tham mưu phía sau bước nhanh vào phòng chỉ huy, cung kính nói: "Chủ soái, phòng chỉ huy của quân đội không quân vừa truyền tin đến, máy bay chuyên dụng của Chủ soái Bắc Lương đã vào khu vực máy bay của chiến khu Tây Mãng chúng ta, đi thẳng đến phòng tổng chỉ huy." Bóng người to lớn hùng vĩ kia đứng chắp hai tay sau lưng, đôi mắt hiện lên ánh sáng lạnh băng chói mắt nhìn chăm chăm vào màn hình hiển thị to lớn lạnh lùng lên tiếng vua bắc lương sao cậu ta lại đến chiến khu tây mãng của chúng ta tổng tham mưu trưởng lắc đầu nói thuộc hạ cũng không rõ thương mãng xoay người ánh mắt lạnh lùng nhìn tổng tham mưu trưởng phía sau nói chuẩn bị phòng khách rõ tổng tham mưu trưởng trả lời xoay người ra ngoài chuẩn bị không đến nửa tiếng Máy bay chuyên dụng của Tiêu Chính Văn đã đáp xuống sân bay quân dụng của quân đội chiến khu Tây Mãng, sau đó lên xe chuyên dụng, đến phòng tổng chỉ huy của quân đội. Tổng tham mưu trưởng đích thân tiếp đón, mặt nở nụ cười cung kính, bước lên đưa tay đón tiếp, "Chủ soái Bắc Lương, chào mừng anh đến khảo sát chiến khu Tây Mãng, chủ soái của tôi đang diễn tập liên hợp ở các phân khu chỉ huy, tạm thời không có thời gian ra tiếp đón, nên bảo tôi qua đây trước." Tiêu Chính Văn gật đầu mỉm cười bắt tay với tổng tham mưu trưởng, không sao. Dứt lời, tổng tham mưu trưởng nhanh chóng đưa tiêu chính văn đến phòng khách đã chuẩn bị xong. Vua Bắc Lương, vẫn mong anh chờ một chút, lát nữa chủ soái của tôi sẽ đến. Tổng tham mưu trưởng khẽ cười sau đó xoay người rời khỏi phòng khách. Tiêu chính văn gật đầu, nhìn quanh một vòng rồi ngồi xuống với Long Lân, từ từ chờ đợi. Đợi khoảng nửa tiếng, Long Lân ngồi không yên liền đứng phát dậy, cao mày nói với giọng điệu lạnh lùng, Long Vương, tôi thấy thương mãng này cố ý tiếp đón anh không chu đáo. Tiêu chính văn khẽ cười, uống một ngụm trà đã nguội, nói yên tâm đừng nóng vội, nếu đã đến rồi thì cứ bình tĩnh, đây không phải Bắc Lương, là Tây Mãng. Ở địa bàn của người khác, chúng ta cứ yên lặng chờ là được. Nghe vậy, Long Lân tức giận lại ngồi xuống, hai tay bóp đầu gối. Lại một tiếng trôi qua, Long Lân hoàn toàn không ngồi yên được nữa, tức giận đứng dậy, nói, Long Vương. Đã đợi một tiếng rưỡi tiếng rồi, thương mãng này đúng là quá khinh thường, ông ta cố ý giết đi nhuệ khí của chúng ta. Lúc này mặt mũi tiêu chính văn cũng đã trở nên u ám. Vốn dĩ cho rằng thương mãng thật sự đang tiến hành chỉ huy diễn tập, bây giờ xem ra, quả thật là cố ý phất lờ mình. Thương mãng này cũng thú vị đấy. Người đâu, Long Lân tức giận hét lên một tiếng, một binh lính cầm súng từ cửa đi vào. Long Lân liền giận dữ quát, chủ soái của các người đâu? Tại sao còn chưa đến? Chúng tôi đã đợi một tiếng rưỡi rồi, có phải ông ta cố ý phớt lờ chúng tôi hay không? Mặt tên binh lính kia đầy vẻ thờ ơ, nói, xin lỗi, hành động của chủ soái chúng tôi không có quyền được biết, vẫn mong hai người tiếp tục chờ. Dứt lời, tên binh lính kia liền xoay người rời khỏi phòng khách, không hề coi tiêu chính văn và Long Lân ra gì. Vãi, Long Vương, anh nhìn xem, một tên giữ cửa cũng không xem chúng ta ra gì. Long Lân giận dữ nói. Lúc này mặt mũi tiêu chính văn cứng đờ, sự lạnh lẽo lờ mở toát ra từ trên cơ thể. Sau đó anh đứng dậy, nói, nếu ông ta không đến, vậy chúng ta tự đi tìm. Sứt lời, tiêu chính văn nhấc bước rời khỏi phòng khách, Long Lân vội vã theo sau. Nhưng hai người bọn họ vừa đi ra phòng khách thì phát hiện, hai hàng binh lính đầy đủ vũ trang đứng ở cửa, lúc này toàn bộ đều súng đạn sẵn sàng, canh chừng ở cửa. Nhìn thấy cảnh này, mặt tiêu chính văn đanh lại. Đội trưởng dẫn đội kia cúi chào tiêu chính văn với vẻ mặt lạnh tanh, nói, vẫn mong hai người quay lại, chúng tôi đang tiến hành diễn tập quân sự, lỡ như làm hai người bị thương, chủ soái sẽ trách tội chúng tôi. Long lân tức giận muốn ra tay, nổi giận nói, lo lắng làm chúng tôi bị thương sao. Tôi thấy các người là đang giam lỏng đấy. Mở to mắt chó của các người nhìn xem, đứng trước mặt các người là chủ soái Bắc Lương đấy. Tránh ra hết cho ông. Long lân điên tiết. Đây rõ ràng là đang giam lỏng. Mặt tiêu chính văn cũng cứng đờ, nhấc tay lên cản long lân lại, nói với tên sĩ quan kia, nếu đã như thế, vậy chúng tôi tiếp tục đợi. Nói xong, tiêu chính văn xoay người. Nhưng khoảnh khắc xoay người, sát khí lạnh lùng trong khóe mắt của anh đã xông thẳng lên trời. Lại quay về phòng khách, Long Lân lo lắng hỏi, "Long Vương, chúng ta cứ ngồi như vậy sao? Lỡ như Thương Mãng kia không gặp chúng ta thì sao? Thế chẳng phải chúng ta cứ bị giam lỏng à?" Tiêu Chính Văn cười khẩy, nhướng mày nhìn Long Lân, nói, "Không vội, đợi đến tối, nếu Thương Mãng vẫn không đến thì chúng ta giết hết đám người bên ngoài rồi xông thẳng ra." Chương 786, Thương Mãng, chiến khu Tây Mãng. Nghe vậy, khóe mắt Long Lân hiện lên vẻ điên cuồng kích động, gật đầu nói, "Vâng." Cứ như vậy đợi đến khi trời tối, Tiêu Chính Văn cũng không nhìn thấy bóng dáng của Thương Mãng đâu cả. Thậm chí, ngay cả tổng tham mưu trưởng trước đó cũng không xuất hiện nữa. Giống như hai người bọn họ hoàn toàn bị lãng quên. Nhìn sắc trời bên ngoài, Long Lân xoay người cung kính nói với Tiêu Chính Văn, Long Vương, ở bên ngoài có hai đội lính tuần tra, 20 người, trên đài cao 100 mét hướng chính bắc có hai xạ thủ bắn tỉa. Tiêu Chính Văn gật đầu, đứng dậy nói, hành động. Trong nháy mắt, hai người bước nhanh ra khỏi phòng khách, nhân lúc trời tối đánh giết về phía hai đội lính tuần tra sen kẽ. Tiêu Chính Văn nhắm chuẩn vị trí của một tên lính cuối cùng trong số đó, giống như báo đen sông thẳng lên, một tay che miệng tên lính kia, dùng sức bẻ cổ, rắc một tiếng, tên lính kia bất tỉnh. Tiêu chính văn kéo cơ thể hắn, nhanh chóng thay quần áo của đối phương, sau đó trà trộn vào đội ngũ tuần tra. Từ đầu đến cuối, khoảng chừng 2 phút, hơn nữa trong lúc hành động không hề phát ra bất cứ âm thanh nào. Đến mức đám lính tuần tra kia cũng không hề phát hiện có gì khác thường. Cùng lúc đó, Long Lân cũng đã thay đồng phục chiến đấu của một tên lính, trà trộn vào trong đội ngũ tuần tra. Cứ như vậy, Tiêu Chính Văn và Long Lân hành động đan sen, đánh ngã hết tên lính tuần tra này đến tên lính khác. Lúc này dường như hai tên xạ thủ bắn tỉa trên đài cao 100 mét, đã phát hiện có gì đó khác thường, chúng đưa ống kính ngắm chuẩn vào phòng khách. Đột nhiên bọn chúng phát hiện binh lính ngã dưới đất, vừa định hét lên thì một bóng người phía sau nhảy thẳng lên, vang lên tiếng bốp bốp, đánh ngất toàn bộ bọn chúng. Long Lân đứng trên đài cao, làm động tác tay với tiêu chính văn bên dưới, Đồng thời nhấc súng bắn tỉa của hai tên xạ thủ bắn tỉa kia lên, nhanh chóng quét nhìn bố cục chiến lược gần đó một vòng thông qua ống nhòm, báo cáo chi tiết cho Tiêu Chính Văn. Sau đó anh ta nhanh chóng vác súng bắn tỉa từ trên đài cao chạy xuống, ném một cây súng bắn tỉa trong số đó cho Tiêu Chính Văn, nói: "Long Vương, tiếp theo chúng ta làm gì?" Tiêu Chính Văn nhận lấy súng bắn tỉa, nhanh chóng lên đạn, sau đó vác trên lưng, đồng thời tay cầm một cây súng trường, súng lục Mấy quả thủ pháo, lạnh lùng nói Phòng tổng chỉ huy Nếu thương mãng đã không gặp chúng ta Thì chúng ta sẽ đi tìm ông ta Vừa nghe mục tiêu là phòng tổng chỉ huy Mặt long lân đầy vẻ phấn khởi Nói tôi cũng có ý này Dứt lời Hai người kiểm tra trang bị Sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng khách Theo vị trí hiển thị của bản đồ điện tử Lần mò trong bóng tối Đi về phía phòng tổng chỉ huy của chiến khu Tây Mãng Trên đường đi Tiêu Chính Văn và Long Lân gặp phải mấy đội ngũ tuần tra, đều có vũ trang đầy đủ, súng đạn sẵn sàng. Để tránh bứt dây động rừng, bọn họ đều cố gắng giết bằng tay, không nổ súng. 20 phút trôi qua, binh lính ngã dưới đất phía sau Tiêu Chính Văn và Long Lân toàn bộ đều chết ngất. Lúc này, 300 mét trước mặt bọn họ chính là phòng tổng chỉ huy của chiến khu Tây Mãng, đèn đuốc sáng choang, gần đó còn kéo lưới điện và rất nhiều pháo đài súng máy. Hơn nữa, ở vị trí quan trọng còn có đại bác, xe tăng, xe vận tải chuyên dụng, xe hỏa tiễn và xe radar thăm dò. Gần đó còn có một lực lượng lính canh hùng hậu canh giữ. Khoảng chừng hơn 300 người. Nhất là trong phòng tổng chỉ huy kia được phòng thủ hoàn toàn kiên cố. Tiêu Chính Văn và Long Lân nấp trong bụi cây rậm rạp phía xa, liếc nhìn lực lượng phòng thủ gần đó một lượt. Long Vương, lực lượng phòng thủ này hơi khó giải quyết không dễ lẻn vào lắm long lân nói sắc mặt cứng đờ đương nhiên tiêu chính văn cũng không hiểu muốn xông vào phòng tổng chỉ huy buộc phải phá bỏ phòng tuyến phía trước đợi một hồi tiêu chính văn nói với long lân cố gắng đừng làm người vô tội bị thương long lân gật đầu trả lời tiếp sau đó hai người nhanh chóng xông ra đùng đùng tiếng súng bỗng vang lên bên ngoài phòng tổng chỉ huy khắp nơi đều là màn đạn dày đặc trong phòng tổng chỉ huy, sắc mặt của thương mãng u ám, tức giận hỏi với giọng lạnh lùng, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này tổng tham mưu trưởng xông vào, hét lớn, chủ soái phát hiện một thế lực không rõ, đang chiến đấu ác liệt với binh lính canh gác. Thế lực không rõ, ở đây là bộ tổng chỉ huy chiến khu Tây Mãng, các người phòng thủ kiểu gì thế? Thương mãng gào thét, bừng bừng lửa giận. Khuôn mặt của tổng tham mưu trưởng kia cũng đầy vẻ hổ thẹn, nói chủ soái ông yên tâm binh lính canh gác đã bắt đầu phản kích rồi có thể tiêu diệt ngay lập tức ầm um, còn chưa dứt lời cửa của phòng tổng chỉ huy chiến đấu kia bị người ta đá mạnh ra hai bóng người xuất hiện ở cửa tất cả binh lính trong phòng toàn bộ đều giơ súng nhắm thẳng vào hai người bước vào từ ngoài cửa trong nháy mắt tổng tham mưu trưởng cũng rút súng chỉ vào hai bóng người ở cửa tức giận quát các người là ai cả gan tự ý xông vào bộ tổng chỉ huy chiến khu Tây Mãng của tôi. Bụi mù tản ra, Tiêu Chính Văn và Long Lân một trước một sau đi thẳng vào. Sao thế, giờ mới bao lâu không gặp đã không biết bản soái là ai rồi à? Lúc này Tiêu Chính Văn nhướng mày, gỡ mũ sắt xuống ném trên bàn, sắc mặt lạnh lùng. Tổng tham mưu trưởng kia nhìn thấy Tiêu Chính Văn, bỗng nhiên khuôn mặt cứng đờ, đưa mắt nhìn sang thương mãng phía sau từ đầu đến cuối thương mãng đều chắp tay sau lưng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tiêu chính văn, mở miệng nói với vẻ lạnh lùng, vua Bắc Lương, cậu xông vào tổng bộ chiến khu của tôi như vậy có phải là có hơi cản rỡ quá rồi không? Câu nói này khiến cả phòng tổng chỉ huy đều yên lặng. Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên một ngạt. Tiêu chính văn cười nhạt, cởi đồng phục chiến đấu trên người xuống, lạnh lùng nhìn thương mãng, nói thương mãng, đã lâu không gặp, nếu ông không đến gặp tôi thì tôi đích thân đến tìm ông như vậy không quá đáng nhỉ thương mãng nghe vậy chân mày nhíu chặt lại nháy mắt với tổng tham mưu trưởng nói cho người rút lui đi rõ tổng tham mưu trưởng nhanh chóng sắp xếp đồng thời cấp tốc tập kết hàng loạt binh lính gần tổng chỉ huy quân đội xe tăng xe hỏa tiến xe bọc thép cả mấy chục chiếc cùng lao đến cả bộ tổng chỉ huy chiến khu Tây Mãng trong phạm vi 3 km đều được binh lính vây kín. Trong phòng tổng chỉ huy, Thương Mãng và Tiêu Chính Văn đứng thẳng mặt đối mặt. Thương Mãng lên tiếng, "Vua Bắc Lương, nói đi, mục đích cậu đến đây là gì?" Tiêu Chính Văn thản nhiên nói, "Nhận lệnh của thiên tử, đến thị sát chiến khu Tây Mãng trước." Nghe vậy sắc mặt Thương Mãng đanh lại, nhưng sau đó lại bật cười ha ha, nói, "Vua Bắc Lương cậu nói cậu nhận lệnh của thiên tử, đến thị sát chiến khu Tây Mãng trước, nhưng tại sao bản tướng không nhận được bất kỳ thông báo nào của Long Kinh thế? Thiên tử ra mật lệnh, nghi ngờ chiến khu Tây Mãng có chiều hướng phản quốc nên bảo tôi qua xem thế nào, tiêu chính văn nói. Câu nói này khiến cả phòng tổng chỉ huy như chết lặng. Chiến khu Tây Mãng, phản quốc mặt thương mãng cứng nở đầy vẻ khó coi, nhìn tiêu chính văn chầm chầm, tức giận nói, vua Bắc Lương cậu phải biết là cậu đang nói gì. Cậu đang sỉ nhục chiến khu Tây Mãng chúng tôi, sỉ nhục bản soái. Bản soái là chủ soái Hoa Quốc, trước nay chưa hề có mưu đồ phản quốc. Tiêu chính văn nhún vai, cười hờ hững, thương mãng, đừng kích động, chính vì thiên tử tin ông, mới kêu tôi qua xem sao. Sắc mặt thương mãng cứng đờ, nhìn khóe miệng tiêu chính văn nở nụ cười khẩy, lạnh lùng hỏi, vậy vua Bắc Lương, đã nhìn thấy gì rồi? Chương 787, hẳn là có ý đồ khác. Tiêu Chính Văn khẽ cười nói, Thương Mãng, ông nghĩ tôi nhìn thấy gì rồi? Thương Mãng không nói gì, sau đó bật cười nói, chủ soái Tiêu nói chuyện buồn cười thật, mời cậu đến phòng họp để nói cụ thể hơn. Một lúc sau, Tiêu Chính Văn và Thương Mãng gặp nhau trong phòng họp. Vừa đến là đã đi thẳng vào vấn đề. Thương Mãng vừa uống trà vừa hỏi, chủ soái Tiêu Thiên tử nghi ngờ trong chiến khu Tây Mãng của bọn tôi có người phản quốc thật à. Tiêu chính văn nhướng mày hời hợt đáp, theo tin tức được mật báo thì là vậy, nhưng cũng có thể là quân của đối phương xâm nhập vào để khiêu khích chia rẽ, muốn gây hiểm khích thiên tử và chiến khu Tây Mãng. Nghe vậy thương Mãng tức giận đập mạnh lên bàn quát, nhất định là kẻ địch đã trà trộn vào. Chết tiệt, thế mà lại còn dám mưu hại chiến khu Tây Mãng. Chiến khu Tây Mãng của tôi ra sức bảo vệ Hoa Quốc chưa từng có bất kỳ ý đồ phản quốc, mong chủ soái tiêu chuyển lời lại với thiên tử, chiến khu Tây Mãng thể chết cũng phải bảo vệ được Hoa Quốc. Tiêu chính văn gật đầu nói, tất nhiên Hoa Quốc đều nhìn thấy công lao của chiến khu Tây Mãng. Dĩ nhiên thiên tử cũng biết rõ công trạng của chủ soái thương mãng. Nếu không có chuyện gì khác nữa thì tôi đi trước đây. Chủ soái tiêu không ở lại thêm mấy ngày sau. Tôi cũng muốn dẫn chủ soái tiêu đi kiểm tra chiến khu Tây Mãng. Thương mãng cười nhạt. Tiêu chính văn lắc đầu nói, không cần đâu, tôi tin chủ soái thương mãng. Nói xong, tiêu chính văn đứng dậy nói tạm biệt với thương mãng, sau đó nhanh chóng lên máy bay chuyên dụng rời khỏi chiến khu Tây Mãng. Nhìn máy bay chuyên dụng đang dần đi xa trên bầu trời, thương mãng lạnh lùng đứng trước phòng tổng chỉ huy, ông ta nói với tổng tham mưu trưởng bên cạnh, lập tức liên lạc với tướng quân ba nước, tôi có chuyện quan trọng muốn bàn. Vâng, Thưa chủ soái. Tổng tham mưu trưởng đó lập tức đi thu xếp. Lúc này trên máy bay chuyên dụng, sắc mặt Tiêu Chính Văn khá khác thường. "Long Vương, đã xảy ra chuyện gì à?" Long Lân hỏi. Tiêu Chính Văn cau mày hỏi, "Cậu nghĩ Thương Mãng có ý đồ phản quốc không?" Long Lân nói, "Thuộc hạ không rõ nhưng tôi có cảm giác Thương Mãng này không ổn chút nào. Ông ta không giống một người trung thành một lòng, mà lại giống người có dã tâm hơn." nghe anh ta nói vậy tiêu chính văn gật đầu nói đến long kinh bốn tiếng sau trời còn mờ sáng máy bay chuyên dụng của tiêu chính văn đáp xuống sân bay quân dụng long kinh sau đó anh lên chiếc xe chuyên dụng nhanh chóng đến thiên tử các để gặp thiên tử lúc này thiên tử khoác áo gió đang ngồi trước bàn cờ xem thế cờ ngồi đối diện chính là tiêu chính văn cậu thấy thương mãng thế nào lúc này thiên tử lên tiếng hỏi Tiêu Chính Văn nhíu mày nói, không phải người của ta, hẳn là có ý đồ khác. Nghe vậy, Thiên Tử cau mày, một lúc lâu sau vẫn chưa đặt con cờ trong tay xuống. Sau đó ông ấy đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ, nhìn cảnh đêm bên ngoài nói, tôi hiểu rồi, cậu ra ngoài trước đi. Tiêu Chính Văn đứng dậy đi ra khỏi Thiên Tử Các. "Ông Long," Thiên Tử nhỏ giọng gọi. "Ông Long từ ngoài cửa bước vào hỏi, Thiên Tử có gì dặn dò?" ông đích thân đến chiến khu tây mãng một chuyến cảnh cáo thương mãng nếu ông ta không nghe lời khuyên thì cứ giết thẳng tay thiên tử nói ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo ngùn ngụt ông long nghe thế chỉ gật đầu rồi xoay người đi ra khỏi thiên tử các sau khi ra khỏi thiên tử các tiêu chính văn bèn rời khỏi long kinh quay về giang trung chuyện ở chiến khu tây mãng đã không cần anh nhúng tay vào nữa đây là chuyện nội bộ của hoa quốc thiên tử sẽ giải quyết ổn thỏa. Cho nên Tiêu Chính Văn cũng không ở lại Long Kinh lâu mà quay về Giang Trung. Nửa tháng trôi qua trong những ngày yên bình. Khoảng thời gian này, Tiêu Chính Văn vẫn ở nhà cùng với Khương Vi Nhan, vừa nghiên cứu mảnh giấy cũ của cuốn sách Thiên Sơn Thư Lục vừa dạy Khương Vi Nhan vài kỹ năng phòng thân cơ bản. Không thể không nói Khương Vi Nhan rất thông minh, hơn nữa cô rất có năng khiếu luyện võ. Do đó Khương Vi Nhan tiếp thu mấy kỹ năng phòng thân này rất nhanh. Thêm vào đó là Tiêu Chính Văn dùng kim châm để đả thông kinh mạch cho Khương Vi Nhan, tăng nhanh tiến trình luyện võ của cô. Bây giờ Khương Vi Nhan xem như đã đạt đến mức độ 4 năm binh lính bình thường cũng khó mà đánh ngã được cô. Lúc này, Tiêu Chính Văn đang nằm trên ghế tựa nhìn Khương Vi Nhan đang mặc bộ đồ luyện võ tập luyện trong sân, môi anh cong lên. Từ lúc học kỹ năng phòng thân, khí chất của Khương Vi Nhan đã thay đổi rõ rệt, nhất là ánh mắt, trong đó cũng chứa đựng vài phần cảm giác áp bức. Có thể nói hiện giờ cô còn có cảm giác áp chế hơn cả tổng giám đốc lạnh lùng nữa. Nhất là khả năng bộc phát trong từng chiêu thức, dù là tiêu chính văn cũng phải khen ngợi vài câu. Lúc này Khương Vi Nhan buộc tóc đuôi ngựa, mặc bộ đồ luyện võ màu đen, thân hình hiện ra đường cong rõ rệt, ánh mắt sắc bén, đeo găng tay đánh quyền đang mạnh mẽ đánh từng đòn lên bao cát sau đó cô thở phào rồi xoay người lại, khí chất lạnh lùng, sắc bén bỗng biến thành cô gái nhà hàng xóm, cô chạy đến chỗ tiêu chính văn hỏi, chồng thấy thế nào? Tiêu chính văn khẽ cười nói, rất khá. Khương Vi Nhan được khen ngợi, cười càng rạng rỡ hơn. chương 788, Thiếu Tông Chủ. Sau đó cô đi tắm thay quần áo, nói với tiêu chính văn, chồng à, tối nay có một bữa tiệc em phải tham gia, anh đi với em nhé. Tiệc gì vậy, Tiêu Chính Văn hỏi. Bữa tiệc của giới kinh doanh, em vừa đến Giang Trung không lâu nên muốn nhân cơ hội này để tiếp xúc với nhiều nhân vật tầm cỡ hơn." Khương Vi Nhan nhìn bản thân đang mặc cái váy dạ hội dài lộ lưng trong gương, còn đeo đôi hoa tai đính kim cương sáng lấp lánh. Tiêu Chính Văn gật đầu nhìn Khương Vi Nhan. Lúc này sự sắc bén khi tập luyện của cô đã phai nhạt đi rất nhiều, có cảm giác vô cùng kiều diễm nhất là mái tóc xóa ngang lưng để lộ ra tấm lưng mịn màng và vòng eo mềm mại khiến tiêu chính văn không nhịn được đi đến ôm chặt cô từ phía sau hôn một cái cười nói vợ à em đẹp quá khương vi nhan liếc nhìn anh nói ôi anh đừng nghịch nữa anh mau đi thay đồ đi tiêu chính văn nhún vai lưu luyến đi thay một bộ đồ vest sau đó khương vi nhan khoác tay tiêu chính văn đi ra khỏi biệt thự Hai người cùng ngồi vào chiếc xe đỗ ở trước cổng rồi đến khách sạn Grand Plaza của Giang Trung. Bữa tiệc giới kinh doanh hôm nay được tổ chức ở khách sạn Grand Plaza. Người có thể vào được hội trường đều là doanh nhân và những nhân tài trẻ tuổi tài giỏi ở Giang Trung, ít nhất trong tay có giá trị hàng chục triệu tệ mới có thể được vào hội trường nhưng cũng chỉ đứng ở bên ngoài bữa tiệc mà thôi. Còn dàn nhân vật được chào đón trong bữa tiệc đều là những nhân vật tầm cỡ có giá trị hàng trăm triệu tệ sau khi vào hội trường khương vi nhan và tiêu chính văn tìm một chỗ ngồi xuống có lẽ là người đẹp khương vi nhan toát ra sức hấp dẫn vô cùng nên có không ít người trẻ tuổi và ông chủ tập đoàn đến mời cô uống rượu cùng lúc đó người của bữa tiệc đều chạy đến cửa hội trường có vẻ như nhân vật tầm cỡ nào đó đến chồng ơi chúng ta cũng qua đó xem thử đi khương vi nhan nói tiêu chính văn gật đầu sau đó cả hai người đứng dậy đi về phía cửa hội trường không lâu sau, một chiếc xe hạng sang dừng trước cổng, một người đàn ông trẻ tuổi, vô cùng tuấn tú, cả người từ trên xuống dưới đều là đồ hiệu nổi tiếng bước xuống xe, phía sau còn có bốn vệ sĩ khí chất cực kỳ hung hãn đi theo. Người khởi xướng bữa tiệc là chủ tịch vương của tập đoàn Lợi Khang ở Giang Trung cũng vội vàng bước đến, cung kính mỉm cười nói, thiếu tông chủ lưu, cậu đến rồi. Người đàn ông tuấn tú đó chỉ hời hợt liếc nhìn chủ tịch vương, cũng chẳng thèm bắt tay ông ta, mà sải bước đi vào đại sảnh bữa tiệc. Có thể nói hắn vô cùng vinh váo, chẳng xem ai ra gì. Lúc này, đám đông cũng có vài tiếng bàn luận nhỏ, vãi. Thế mà lại là thiếu tông chủ của Thanh Vân Tông, cậu ta cũng đến à. Phải, đây chính là môn phái võ đạo đứng trong top 50 trên bảng xếp hạng môn phái võ đạo của Hoa Quốc đấy. Đúng vậy, ở Giang Trung, Thanh Vân Tông cũng là môn phái lớn, đệ tử trong môn phải ít nhất có 500 người, Ai ai cũng là cao thủ võ đạo. Nghe nói tông chủ của Thanh Vân Tông còn là đại sư võ đạo, phải nói là sức mạnh không kém gì cường giả chiến thần trong quân đội. Chẳng qua tiếng tăm của thiếu tông chủ Thanh Vân Tông không tốt lắm. Nghe nói là một tên háo sắc, hơn nữa còn cực kỳ hống hách, ỉ vào thân phận là thiếu tông chủ Thanh Vân Tông đi gây chuyện ở khắp nơi. Nghe mấy lời bàn luận xung quanh, Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày. Thanh Vân Tông, phó tông Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn cũng biết đôi chút về võ tông của Hoa Quốc. Hoa Quốc truyền thừa mấy ngàn năm, võ tông vẫn đang được kế thừa và phát huy. Nhưng bởi vì cục diện thế giới trong 100 năm thay đổi quá lớn, vũ khí lạnh trở thành vũ khí nóng nên võ tông phát triển cũng gặp không ít trở ngại. Nhưng không có nghĩa là võ tông biến mất khỏi Hoa Quốc. Ngược lại, họ cũng hòa nhập với thế giới, phát triển tốt hơn thậm chí còn có quân khu mời nhân vật tầm cỡ của môn phái Võ Tông làm huấn luyện viên chỉ dạy võ thuật cho quân đội, được hưởng quyền chức nhất định trong quân đội. Ngay cả ông Long bên cạnh Thiên Tử cũng là Võ Tông hàng đầu Hoa Quốc, Võ Thần Tông. Lúc này thiếu tông chủ Thanh Vân Tông đó đi ngang qua cửa, bỗng chú ý thấy Khương Vi Nhan đứng trong đám đông. Bởi vì Khương Vi Nhan quá xinh đẹp, cứ như một viên ngọc sáng lấp lánh khi đứng trong đám người. Ồ, cô gái này không biết quý danh của cô là gì lúc này lưu nhân vân dừng bước khóe môi nhếch lên mang theo khí chất của con cháu nhà giàu nhìn khương vi nhan khương vi nhan thầm cảm thấy hoảng hốt nhưng vẫn đáp tôi là khương vi nhan tổng giám đốc tập đoàn y dược vi nhan ở giang trung ô tốt quá thanh vân tông của tôi cũng là tông phái lớn về y dược tông môn có mười mấy nơi liên quan đến y dược lưu nhân vân gật đầu sau đó nói với hai vệ sĩ bên cạnh dẫn cô ấy đến phòng của tôi, tôi muốn tâm sự đêm khuya với cô gái này. Ngang ngược, hống hách, hoàn toàn không hề hỏi ý kiến của Khương Vi Nhan. Hai vệ sĩ lập tức đi đến chỗ Khương Vi Nhan, trên người toát ra khí thế bức người. Võ sư võ đảo, cường giả bậc quân vương. mươi 789, bắt anh cúi đầu thì có gì khó chứ? Nhìn thấy hai tên vệ sĩ bên cạnh thiếu tông chủ Thanh Vân Tông bước về phía Khương Vi Nhan, Lúc này toàn bộ đám người bên cạnh cô run rẩy tách ra hai bên. Không ai dám đứng ra nói gì giúp Khương Vi Nhan. Đây là thiếu tông chủ Thanh Vân Tông của Võ Tông Hoa Quốc đấy. Thanh Vân Tông ở Giang Trung cũng là tông môn lớn nhất nhì. Hơn nữa, còn là tông môn y dược. Có rất nhiều doanh nghiệp y dược thèm muốn phương thuốc và thần dược của tông môn đã lâu. Bao nhiêu doanh nghiệp y dược chen chúc vỡ đầu muốn hợp tác với Thanh Vân Tông cùng hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng Thanh Vân tông luôn tự cao tự đại, căn bản rất xem thường những doanh nghiệp y dược bình thường rẻ tiền này. Có thể nói, bây giờ trên thị trường lưu thông rất nhiều thuốc chữa bệnh, có một bộ phận đều tràn ra từ các tông môn y dược lớn. Mà Thanh Vân tông này cũng coi là xem xét thời thế, tự mình lập ra không ít công ty y dược ngoài xã hội nên bọn họ căn bản chẳng thèm hợp tác với doanh nghiệp y dược khác trừ phi là doanh nghiệp y dược mô hình vô cùng lớn, có năng lực vốn và nguồn quan hệ nhất định. Nhưng cả Giang Trung, hiện nay vẫn không có doanh nghiệp y dược khiến Thanh Vân Tông có thể cúi người nghe theo. Do đó, dù thiếu tông chủ lưu của Thanh Vân Tông này làm gì, những nhân vật lớn cũng chỉ có thể tâm bóc, chỉ sợ không cẩn thận sẽ đắc tội với hắn, đó đồng nghĩa với việc đắc tội với Thanh Vân Tông. Phó Tông của Hoa Quốc, mặc dù có quy tắc tương ứng, cũng phải tuân theo pháp luật của thế giới thường, nhưng trên mức độ lớn người của phái Võ Tông còn cao hơn người khác một bậc, quyền lợi được hưởng cũng khá đặc thù. Suy cho cùng, Hoa Quốc vốn là nước thiên về võ lực. Cho nên, phái Võ Tông ở biên giới Hoa Quốc chính là sự tồn tại của người trên người. Điều đáng sợ hơn là ông Long của Thiên tử các chính là Võ Tông lớn hàng đầu từ Hoa Quốc Võ Thần Tông, được hưởng địa vị cao riêng biệt đây cũng là đẳng cấp siêu nhiên dành cho võ tông ở hoa quốc hơn nữa người đảm nhiệm chức thiên tử thứ hai của hoa quốc năm đó cũng là thiếu tông chủ của võ thần tông cho nên võ thần tông ở hoa quốc ngự trị tất cả nhân vật to lớn cùng tồn tại với thiên tử khác thậm chí ở một mức độ nhất định võ thần tông có thể chi phối vận mệnh của cả quốc gia lúc này hai võ sư bên cạnh lưu nhân vân đã bước qua trên người toát ra khí lạnh và sát khí áp bước người khác Võ sư, cường giả thực lực quân vương, người ở đây căn bản không phải đối thủ của họ. Cho nên, bọn họ hoàn toàn có suy nghĩ coi thường, liếc xéo đám người giàu có trước mặt. Dù sao, người bước ra từ Thanh Vân Tông, cho dù là bảo vệ nhỏ bé thì cũng là khách ở nhà giàu có và doanh nghiệp ngoài xã hội. Lúc này, ánh mắt của hai tên võ sư kia lạnh lùng liếc nhìn Khương Vi Nhan đang hoảng sợ, một tên giơ tay nắm lấy cánh tay mịn màng của cô căn bản không cho cô có cơ hội thương lượng. Khương Vi Nhan lập tức lùi về sau nửa bước. Cùng lúc này, một tiếng răng rác vang lên. Tiêu Chính Văn ở bên cạnh Khương Vi Nhan giơ thẳng tay ra giữ cổ tay của tên đó, bóp gãy rồi lạnh lùng nói, ai cho các người lá gan động tay với vợ tôi. Dầm. Giây tiếp theo Tiêu Chính Văn nhấc chân đá bay tên võ sư đó ra ngoài. Âm, tên võ sư dáng người vạm vỡ mặc vest đen bay thẳng ra ngoài, đụng vào chiếc xe rừng trên thảm đỏ khiến một bên của chiếc xe lõm sâu xuống võ sư đó nghiêng đầu phun ra một ngụm máu tươi rồi chết ngất trong nháy mắt xung quanh đều im lặng như tờ tất cả quan khách sang trọng vây quanh ở cổng cũng không ngờ lại có người ra tay ngang ngược với vệ sĩ của thiếu tông chủ của thanh vân tông như thế đó là người của thanh vân tông là một võ sư đấy mày muốn chết hả lúc này tên võ sư còn lại nhìn thấy người anh em của mình bị đá chết ngất chỉ bằng một cước liền gầm lên giận dữ siết chặt nắm đấm bất ngờ đánh về phía mặt của tiêu chính văn cú đấm này còn mạnh hơn cú đấm của quân vương bình thường cứng rắn mạnh mẽ hơn nữa kỹ thuật còn rất chuẩn xác nếu đối đầu với quân vương bình thường đoán chừng sẽ không địch lại nhưng tiêu chính văn là người thế nào chứ anh là vua bắc lương của hoa quốc xác xác trong ánh mắt ngơ ngác của mọi người, tiêu chính văn thản nhiên nhấc tay lên, nắm thẳng một quyền đánh tới của võ sư kia, sau đó hơi dùng lực, trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương, âm thanh rắc rắc vang vọng khắp cửa sảnh lớn. A, -a, a tay của tôi! Võ sư đó kêu gào thảm thiết, cả nắm đấm giống như đồ sứ vỡ vụn, máu chảy không ngừng. Cút! Tiêu chính văn trầm giọng quát, trở tay tát thẳng một bà tai lên mặt tên đó, khiến hắn xoay vòng tại chỗ đánh rồi bay lên, Ầm một tiếng đâm vào tường trụ bên cạnh. Cột trụ nứt toác trong nháy mắt. Ngay cả đèn treo thủy tinh trên đỉnh đầu cũng lắc lư mạnh, sáng lấp lóe. Lần này tất cả mọi người đều hoảng hốt, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Quá đáng sợ. Trong chớp mắt, đã đánh ngã hai tên vệ sĩ võ sư bên cạnh thiếu tông chủ Lưu rồi. Tên này là ai thế? Sao lại dám hành động như vậy? Tiêu rồi, tiêu rồi, tên nhóc này là ai vậy? sao lại dám ra tay nặng với người của thiếu tông chủ lưu như vậy sắp xảy ra chuyện rồi thiếu tông chủ lưu này là kẻ ác có thù tất báo đánh người của anh ta thì đồng nghĩa với việc đánh vào mặt anh ta trời à đắc tội với thanh vân tông không dám tưởng tượng một đám người mang vẻ mặt hoảng sợ nhao nhao bàn tán lúc này lưu nhân vân đứng đối diện hai tay đút vào túi quần trong đôi mắt chợt lóe lên ngọn lửa giận nhìn hai vệ sĩ ngã dưới đất rồi lại nhướng mày liếc xéo tiêu chính văn, sắc mặt hung ác gầm lên giận dữ, mẹ kiếp. Mày dám động tay với người của thiếu tông chủ tao à? Có phải mày không muốn sống nữa không? Mày có biết, thiếu tông chủ tao là ai không hả? Lúc này tiêu chính văn chắp tay sau lưng, đứng trước mặt Khương Vi Nhan, lông mày sắc như kiếm lạnh, rừng dưng nhìn Lưu Nhân Vân đang vô cùng giận dữ, nói anh là ai, tôi không có hứng thú để biết. Tôi chỉ biết, vừa nãy anh bất kính với vợ tôi. Bây giờ, tôi muốn anh xin lỗi vợ tôi. Nghe câu này, đầu tiên Lưu Nhân Vân sững sờ, sau đó hắn ôm bụng cười, cười rất lố. Mày nói cái gì? Mày muốn thiếu tông chủ tao xin lỗi vợ mày hả? Lưu Nhân Vân chỉ vào mình với ánh mắt không dám tin, sau đó giận dữ quát, mẹ kiếp đầu mày bị úng nước rồi à? Mày cũng không hỏi mọi người ở đây xem có ai dám mạnh miệng bảo lưu nhân vân tao cúi đầu xin lỗi hay không người xung quanh nghe vậy toàn bộ đều cúi đầu vẻ mặt khó coi người anh em mau quỳ xuống xin lỗi thiếu tông chủ lưu đi đừng tự tìm đường chết nữa đúng đó đó là thiếu tông chủ của thanh vân tông không dây vào nổi đâu anh làm như vậy không chỉ hại vợ anh còn sẽ hại bản thân anh và chúng tôi đấy mấy người trong số đó không muốn thấy xảy ra chuyện càng thảm hơn có lòng tốt khuyên can tiêu chính văn cũng có vài người đứng trong đám đông cười khẩy nói nực cười đúng là không biết tự lượng sức mình châu chấu đá xe tự tìm đường chết còn dám yêu cầu thiếu tông chủ lưu xin lỗi hả trước đây người chọc vào thiếu tông chủ lưu đều trở thành phân bón trong ruộng thuốc của thanh vân tông rồi kìa đáng tiếc cho người đẹp tên khương vi nhan đúng là xinh đẹp sợ là tối nay sắp trở thành đồ chơi của thiếu tông chủ lưu rồi. Đối mặt với lời bàn tán của mọi người, mặt lưu nhân vân đầy vẻ kiêu ngạo, hất cầm hưởng thụ những lời lẽ này. Thằng kia, mày nghe thấy chưa hả? Mau quỳ xuống xin lỗi thiếu tông chủ tao. Lưu nhân vân cười khẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khương vi nhan phía sau tiêu chính văn. Thế nhưng lúc này, tiêu chính văn bước lên một bước, lắc đầu cười nhạt bất lực anh nói không ai dám bắt anh cúi đầu xin lỗi à thế thì tôi miễn cưỡng làm người đầu tiên vậy vừa dứt lời tất cả mọi người đều sững sờ không hiểu ý của tiêu chính văn ngay cả lưu nhân vân cũng cau mày giây tiếp theo tiêu chính văn bỗng ra tay túm chặt tóc lưu nhân vân hung hăng đè xuống sau đó nhấc đầu gối thuốc mạnh vào mặt lưu nhân vân a a a mũi của tao răng của tao Lưu Nhân Vân kêu gào thảm thiết, mũi đã bị gãy, xoang mũi tung tóe máu tươi, bốn cái răng cửa trong miệng cũng vỡ nát trong nháy mắt, miệng be bét máu. Chương 790, Bảo Thanh Vân tông đích thân đến. Không gian im lặng như tờ. Tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Bọn họ hoàn toàn sướng sờ. Mẹ kiếp, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Thiếu tông chủ của Thanh Vân tông lại bị người ta hành hung. Quá thảm mặt be bét máu kêu gào thảm thiết người đàn ông này ra tay với lưu nhân vân cũng quá ngang ngược rồi đấy vậy mà lại chẳng coi thanh vân tông ra gì anh ta không biết sự lợi hại của thanh vân tông hay là thật sự coi thường thanh vân tông vậy lúc này lưu nhân vân che mũi và miệng toàn thân đều đang run rẩy gào thét thảm thiết lùi về sau mấy bước máu tươi theo tay chảy xuống đất nhếch nhác thảm hại khoảnh khắc này lưu nhân vân tức giận vô cùng tức giận hắn đưa tay trái lên chỉ vào vẻ mặt thản nhiên của tiêu chính văn, giận dữ nói với giọng run rẩy: mày, mày lại dám ra tay với thiếu tông chủ tao à? Mũi của tao, răng của tao, tao muốn giết mày, giết mày. Hai người bọn mày còn ngây ra làm gì? Lên cho tao, giết hắn. Cùng với tiếng gào thét của Lưu Nhân Vân, hai tên võ sư còn lại cũng bất ngờ xông về phía tiêu chính văn. Nhưng, ầm ầm ầm, Mọi người đều không biết tiêu chính văn ra tay thế nào, hai tên võ sư kia bay thẳng ra ngoài, đâm vào xe và trong luống hoa, toàn bộ đều chết ngất. Giờ phút này, Lưu Nhân Vân trợn tròn mắt, hắn nhìn bốn vệ sĩ võ sư ngã xuống bên cạnh, rồi lại nhìn sang Tiêu Chính Văn bước từng bước theo bậc thang đi về phía mình, bị dọa đến mức lảo đảo, ngã ngồi trên mặt đất, sợ hãi tức giận hét lên, "Mày, mày đừng qua đây. Mày muốn làm gì? Tao nói cho mày biết." tao là thiếu tông chủ của Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông của tao là tông môn trong 50 võ tông đứng đầu Hoa Quốc. Thanh Vân Tông của tao ở Giang Trung là tông môn y dược lớn nhất nhì. Bố của tao là đại sư võ đạo, nếu mày dám động vào tao, bố tao nhất định sẽ đích thân ra khỏi tông môn, giết chết mày. Lúc này Lưu Nhân Vân đã mất đi vẻ kiêu ngạo và vô cùng hung ác của mình. Tiêu Chính Văn bước đến trước mặt Lưu Nhân Vân, từ trên cao nhìn xuống đối phương, lạnh lùng nói vậy sao bố của anh là đại sư võ đạo à đúng đúng bố tao là đại sư võ đạo có thể so với cường giả chiến thần của quân đội đối phó với kiểu nhân vật nhỏ bé như mày hoàn toàn là chuyện nhỏ tốt nhất là mày lập tức xin lỗi tao tiện thể cho tao mượn vợ mày chơi một tháng như vậy có lẽ thiếu tông chủ tao vui vẻ còn có thể tha cho mày nếu không một cuộc gọi của tao bố tao đến thì bọn mày đều phải chết Lưu Nhân Vân điên cuồng gào thét, cố tình nhắc đến những thứ này để uy hiếp Tiêu Chính Văn. Thế nhưng Tiêu Chính Văn lại lắc đầu hờ hững, nghiêng đầu nhìn Khương Vi Nhan đứng ở cửa phía sau, hỏi: "Vợ à, em thấy nên làm thế nào?" Lúc này sắc mặt Khương Vi Nhan rất khó coi, nhìn Lưu Nhân Văn ngã ngồi trên mặt đất kia, khóe mắt hiện lên vẻ chán ghét, nói: "Chồng à, anh tự xử lý đi." suốt lời, Khương Vi Nhan xoay người đi thẳng ra ngoài, đến bãi đỗ xe lúc này tiêu chính văn xoay người nheo mắt cười nhìn lưu nhân vân đang cực kỳ sợ hãi nói rất xin lỗi vợ tôi giận rồi tôi cho anh thêm một cơ hội ngày mai mang tất cả dược liệu và phương thuốc trong thanh vân tông của các người đến tập đoàn vi nhan xin lỗi vợ tôi như vậy có lẽ tôi có thể tha cho anh tha cho thanh vân tông nếu không tôi phải đích thân đến thanh vân tông một chuyến tìm bố anh nói chuyện anh vừa dứt lời xung quanh đều im lặng các nhân vật của Giang Trung đứng ở cửa, toàn bộ đều hít sâu một hơi. Chẳng lẽ người này điên rồi sao? Vậy mà lại dám nói ra câu ngông cuồng như thế? Muốn Thanh Vân Tông xin lỗi. Còn muốn họ đích thân đến tập đoàn Vi Nhan, bắt tông chủ của Thanh Vân Tông Đại Sư Võ Đạo xin lỗi. Đùa hơi quá rồi nhỉ. Lưu Nhân Vân cũng bị câu nói của Tiêu Chính Văn dọa sợ mất mật, chán đầm đìa mồ hôi lạnh, miệng nuốt nước bọt ửng ực mày mày mơ đi thanh vân tông của tao là tông môn y dược lớn ở giang trung chẳng lẽ lại đi xin lỗi nhân vật nhỏ bé như bọn mày mày đúng là đáng chết lúc này lưu nhân vân điên tiết hét lớn tiêu chính văn nhún vai nói xem ra anh rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt rồi nhỉ nói xong tiêu chính văn nhấc chân hung hăng đạp mạnh vào một chân của lưu nhân vân trong nháy mắt âm thanh rắc rắc vang lên chân trái của lưu nhân vân bị tiêu chính văn đạp gãy khoảnh khắc đó tiếng hét thảm thiết của lưu nhân vân vang khắp tận trời cao hắn ngất xỉu tại chỗ tiêu chính văn chỉ liếc nhìn lạnh lùng lắc đầu bất lực để lại hai chữ quá yếu rồi xoay người bỏ đi đợi sau khi tiêu chính văn đi xa đám quan khách sang trọng vây quanh ở cổng lớn kia mới ảo đến chỗ lưu nhân vân ngã trong vũng máu như ong vỡ tổ lo lắng hét lên thiếu tông chủ anh không sao chứ thiếu tông chủ lưu anh tỉnh lại đi mau gọi xe cấp cứu ngây hết ra đó làm gì mười phút sau lưu nhân vân được đưa vào bệnh viện tiến hành chữa trị khẩn cấp mấy tiếng sau đó khi lưu nhân vân tỉnh lại phát hiện trên mặt mình toàn là băng gạc chân trái cũng có tấm thép nằm trên giường bệnh khoảnh khắc đó lưu nhân vân giận sôi máu điên cuồng hét lên a à, chân của tôi chân của tôi. Mãi một lúc lâu sau, cửa phòng bệnh mới được đẩy ra, một người đàn ông trung niên mập mạp mặc vest dày da, cầm theo túi sách lộc cộc đi vào, mắt ti hí, trông có vẻ rất nham hiểm thâm độc. Ông ta vừa vào liền gật đầu cúi người nói với Lưu Nhân Vân, thiếu tông chủ Lưu, cậu không sao chứ? Tôi là chủ tịch tập đoàn y dược ích khí, Giang Trung Phương Minh Học, đây là danh thiếp của tôi, tôi đặt ở đầu giường cho cậu. Lúc này mặt mũi Lưu Nhân Vân cứng đờ, nhìn chăm chăm vào Phương Minh Học đi vào, lạnh lùng nói, ông quen tôi sao? Mặt Phương Minh Học nở nụ cười nịnh bợ, liếc nhìn tình hình vết thương của Lưu Nhân Vân, nói một cách đau buồn, thiếu tông chủ Lưu, cậu quen tôi hay không thì không quan trọng, quan trọng là chúng ta có chung kẻ thù. Cùng chung kẻ thù, Lưu Nhân Vân cau mày. Phương Minh Học vội nói, đúng vậy, chính là tập đoàn Vi Nhan. Chồng của Khương Vi Nhan đã đánh thiếu tông chủ thành như vậy, Thật sự là đánh trên người cậu mà đau trong lòng tôi này. Sao cậu ta có thể ra tay độc ác như vậy chứ? Cậu là thiếu tông chủ của Thanh Vân Tông đấy. Cậu ta làm như vậy chẳng phải không coi Thanh Vân Tông ra gì sao? Đổi lại là tôi, nhất định sẽ phái cao thủ võ đạo của Thanh Vân Tông tiêu diệt tập đoàn Vi Nhan. Phế bỏ tay chân của tên Tiêu Chính Văn hung hăng cản quấy kia, khiến cậu ta quỳ trước mặt tôi xin lỗi. Nghe thấy Phương Minh Học nói vậy, lưu nhân vân siết chặt nắm đấm tức giận nói không cần ông nói nhiều đương nhiên thiếu tông chủ tôi cũng sẽ làm như vậy đúng 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 thiếu tông chủ lưu anh minh có chỗ nào dùng đến tôi thì cứ việc mở miệng ngoài ra lần này tôi đến là để đưa tin tức cho thiếu tông chủ lưu phương minh học tươi cười nói sau đó ông ta lấy một tập tài liệu trong cặp sách ra đưa cho lưu nhân vân thiếu tông chủ tôi đã điều tra rồi Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nha này không có bối cảnh gì. Bọn họ là doanh nhân đến từ Tu Hà, mở công ty y dược ở Giang Trung, gần đây tình hình phát triển rất lớn mạnh. Đã dẫn đến nhiều doanh nghiệp y dược bất mãn. Thiếu Tông chủ cậu nghĩ xem, Giang Trung của chúng ta xưa nay luôn tự phát triển ngành y dược, cũng chính vì có tông môn y dược lớn như Thanh Vân Tông mới có thành tựu và danh dự hôm nay. Nhưng bây giờ mấy người ngoài đến từ Tu Hà lại chiếm số định mức nhất định ở thị trường y dược Giang Trung, điều này truyền ra ngoài, Giang Trung của chúng ta đúng là mất mặt. Cho nên lần này tôi đến cũng là đại diện cho 7 công ty y dược của Giang Trung, khẩn cầu thiếu tông chủ lưu ra tay, chèn ép tập đoàn Vi Nhan. Thay giới y dược của Giang Trung ta xả cơn giận này. Nhìn tập tài liệu trước mặt, mặt lưu nhân vân cũng bừng bừng lửa giận nhất là khi ánh mắt của hắn nhìn vào bức ảnh của Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan, khóe miệng nhếch lên nụ cười hung ác, nói hay cho tên Tiêu Chính Văn. Thì ra chỉ là một binh lính Bắc Lương giải ngũ, khó trách lại có bản lĩnh này. Mày dám ra tay với thiếu tông chủ tao, tao phải cho mày thấy rõ, lửa giận của Thanh Vân Tông mãnh liệt và đáng sợ nhường nào. chương 791, lửa giận bùng cháy. Phương Minh học ở một bên nghe vậy cũng cảm thấy vui mừng, miệng nhếch lên nụ cười khẩy nham hiểm. Lưu Nhân Vân lập tức lấy điện thoại ra gọi đến một số, vừa lạnh lùng vừa tức giận nói tôi là thiếu tông chủ. Nghe cho rõ đây, lập tức tập hợp 100 cao thủ võ đạo trong tông môn bao vây tập đoàn Vi Nhan ở Giang Trung ngay cho tôi. Sáng mai tôi phải đập nát cổng chính tập đoàn Vi Nhan để tổng giám đốc Khương Vi Nhan của họ và tên tiêu chính văn phải quỳ xuống trước mặt thiếu tông chủ đây cúi đầu xin lỗi và cầu xin tha thứ. Ở đầu bên kia điện thoại, trong tông môn thanh vân tông ở trên đỉnh núi Sương mù ở giang trung lúc này một người đàn ông mặc bộ đồ luyện võ màu đen đang dạy võ công cho các đệ tử trong tông môn tập võ trong đêm có thể hít không khí tự nhiên của trời đất đả thông kinh mạch toàn thân tất nhiên cũng có người tập vào sáng sớm thật ra cũng là một phương pháp hít thở khí tự nhiên của trời đất lúc này ông ta cung kính nói với điện thoại vâng thưa thiếu tông chủ thu xếp ngay đây ạ à. Cúp máy xong, người đàn ông trung niên đó ngước đầu lên, khuôn mặt hình chữ điền lộ ra trong đêm tối, trên mặt ông ta có vết sẹo kéo dài từ khóe mắt đến miệng trông có vẻ rất khủng khiếp. Người này là huấn luyện viên võ đạo hàng đầu của Thanh Vân Tông, cũng là một trong bốn cao thủ dưới trướng của tông chủ Thanh Vân Tông, được gọi với cái tên trưởng giáo hổ đen của Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông có một hệ thống cấp bậc nghiêm ngặt, cũng có thể nói cấp bậc của các môn phái võ tông ở Hoa Quốc đều rất nghiêm ngặt. Tông chủ là trưởng môn. Dưới trưởng môn là các trưởng giáo, họ đều có chức trách của riêng mình. Dưới trưởng giáo là trưởng lão. Dưới trưởng lão chính là các chấp sự và đệ tử. Đệ tử cũng được phân thành đệ tử nhập môn chính thức và đệ tử ngoại môn. Thường thì những nhân vật tầm cỡ của các gia tộc khác hoặc là cậu chủ, cô chủ nhà giàu muốn vào một môn phái võ tông nào đó thì cũng chỉ là đệ tử ngoại môn. Người có tiền cũng có thể được gọi là đệ tử nhập môn với những người có thế lực và quan hệ đặc biệt thì sẽ có thân phận là người thân thiết của tông môn, địa vị và quyền lợi đều giống như trưởng lão. Lúc này cả người trưởng giáo hổ đen toát ra tia sáng lạnh lẽo bức người, ông ta chắp hai tay ra sau lưng đứng trên sân tập võ rộng lớn, quay lưng lại với ánh trăng tròn hơi mờ sáng, giống như một cây giáo thẳng tắp. Mọi người nghe rõ đây. Trưởng giáo hổ đen tức giận quát, hơn 400 đệ tử trên sân tập đều đồng loạt đứng tại chỗ, họ giống như cây tùng bách trong đêm tối, đứng bất động sừng sướng tại chỗ. Đây chính là tố chất dày công rèn luyện của đệ tử môn phái Võ Tông. Bất kỳ ai chỉ cần gia nhập vào môn phái Võ Tông 1-2 năm thì đều có sức mạnh như chiến binh và binh vương. Lớp 1, lớp 2, lớp 4, lớp 7, lớp 9 cấp A. Lớp 1, lớp 3, lớp 5, lớp 7, lớp 9 cấp B. Toàn bộ tập hợp, đi theo trưởng giáo xuống núi trưởng giáo hổ đen hô lớn, giọng nói cực kỳ mạnh mẽ, vang vọng khắp cả sân. Vâng, một trăm đệ tử lớn giọng đáp lại, vô cùng khí thế. Trong một trăm đệ tử này, những người ở cấp A đều là võ sư võ đạo, cũng tức là có thực lực quân vương, những người ở cấp B đều là xương sắt, ngang bằng với binh vương. Sức chiến đấu như vậy đủ để quét sạch quân đoàn mấy chục triệu người. Trưởng giáo hổ đen gật đầu, sau đó vung tay dẫn đầu 100 đệ tử này đi xuống núi. Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Nhân Vân nằm trong bệnh viện nhận được điện thoại của trưởng giáo hổ đen, hắn vội hỏi, sao rồi, người đã đến chưa? Đầu bên kia điện thoại, trưởng giáo hổ đen kính cần nói, thiếu tông chủ, bọn chú đã đến rồi, bây giờ đang ở trước cửa tập đoàn Vi Nhan. Cả tập đoàn đã bị bọn chú bao vậy rồi. Tốt lắm, rất tốt, chú đợi đó, cháu đến ngay. Lưu Nhân Vân rất vui mừng, sau khi cúp máy hắn bảo y tá đẩy xe lăn của mình ra xe để đi đến tập đoàn Vi Nhan. Lúc này mặt trời đã ló dạng, ánh nắng chiếu rọi khắp sang trung phủ lên nó một màu sắc vàng óng. Một trăm người mặc đồ tập võ màu xanh, hai chân giang rộng ra đứng tư thế như thẳng tắp như cây giáo, ánh mắt sắc bén đứng trước tòa nhà tập đoàn Vi Nhan. Cả người họ toát ra sự lạnh lẽo và sức ép ngùn ngụt người đi ngang qua đều chỉ muốn tránh xa họ có không ít người bạo giản cầm điện thoại ra lén quay lại rồi đăng lên mạng ngay lập tức dẫn đến vô số lời bình luận mẹ kiếp chuyện gì đây mấy người này đứng ngay ngắn chỉnh tề ghê đây không phải là người của thanh vân tông sao ai đã đắc tội với thanh vân tông vậy đây chính là tông phái y dược hàng đầu giang chung đấy mọi người nhìn kia hình như là tập đoàn vi nhan gì đó, chẳng phải dạo gần đây công ty y dược này rất nổi sao. Nghe nói gần đây có một thế lực bỗng nổi lên trong giới y dược giang Trung, còn là công ty của người ngoại tỉnh. Như thế tức là tập đoàn vi nhan đắc tội với họ, toang rồi, đắc tội với ai còn được, đắc tội với Thanh Vân Tông là tiêu đời rồi. Lúc này người đứng trước đội hình dĩ nhiên là trưởng giáo hổ đen mặc đồ luyện võ màu đen. Ông ta nhìn chằm chằm vào tòa nhà của tập đoàn Vi Nhan, trên người cũng toát ra sát khí lạnh thấu xương. Một lát sau, một chiếc xe hạng sang màu đen chạy đến. Lưu Nhân Vân không chờ được nữa, hắn được y tá dìu xuống, sau đó ngồi lên xe lăn rồi được đẩy đến. Hắn kích động nói, "Chú hổ đen, cuối cùng chú cũng đến rồi." Lúc này trưởng giáo hổ đen xoay người lại thì thấy Lưu Nhân Vân ngồi trên xe lăn, sắc mặt ông ta cũng trở nên u ám nhanh chóng bước đến lạnh lùng hỏi: "Thiếu tông chủ, sao cháu lại thành ra như vậy?" "Là ai làm?" Tiếng gào này làm chấn động cả tòa nhà của tập đoàn Vi Nhan. "Đây chính là thiếu tông chủ của Thanh Vân Tông đấy, thế mà lại bị người ta đánh ra nông nỗi này, vậy chẳng phải đang muốn trở mặt với Thanh Vân Tông sao?" Lưu Nhân Vân chỉ vào tòa nhà tập đoàn Vi Nhan nói: "Chú hổ đen, chính là tập đoàn Vi Nhan này. Chồng của tổng giám đốc tập đoàn này đánh cháu thành ra như vậy." hơn nữa bốn vệ sĩ chú giao cho cháu cũng bị đối phương đánh cho hôn mê bất tỉnh giờ còn nằm trong bệnh viện chú hổ đen dù thế nào chú cũng phải báo thù cho cháu chút giận cho cháu cái tên khốn kiếp đó xem thường thanh vân tông ta thậm chí còn nói muốn bố cháu đích thân đến xin lỗi hắn nếu không cái tên khốn kiếp đó sẽ đến thanh vân tông để đòi lý lẽ vừa nghe lưu nhân vân nói vậy trưởng giáo hổ đen đã nổi cơn tam bành nói đâu có cái lý đó chứ thế mà dám khinh thường Thanh Vân Tông, đúng là muốn chết. Sau đó trưởng giáo hổ đen khẽ vỗ vai Lưu Nhân Vân nói, thiếu tông chủ, cháu yên tâm, chú sẽ giải quyết chuyện này. Sứt lời, trưởng giáo hổ đen xoay người lại, ánh mắt như phun ra lửa nhìn chằm chằm tòa nhà tập đoàn Vi Nhan, tất cả đệ tử nghe lệnh. Có. Lúc này 100 đệ tử Thanh Vân Tông hô lớn, khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Phá nát tập đoàn này cho tôi, hổ đen tức giận hét lên. Ngay tức khắc, 100 đệ tử phía sau như hổ đói lao xuống núi sông vào tập đoàn Vi Nhan. Chỉ trong tích tắc, cửa lớn và trong đại sảnh của tập đoàn trở thành một đống hỗn độn. Đệ tử Thanh Vân Tông thấy đồ là đập, gặp người là đánh. Từng nhân viên của tập đoàn Vi Nhan ngã phịch xuống đất, tất cả đều bị gãy tay, gãy chân. Đánh người vô cùng tàn nhẫn lúc này trợ lý lễ tân của công ty trốn vào trong một góc lấy điện thoại ra gọi cho khương vi nhan nói tổng giám đốc khương xảy ra chuyện rồi một đám người của thanh vân tông xông vào công ty chúng ta thấy người là đánh gặp đồ là đập cô mau đến xử lý đi a a a đừng đừng mà lúc này trong biệt thự khương vi nhan vừa mang đôi cao gót vào đang nghe điện thoại sắc mặt cô hơi hốt hoảng nhìn tiêu chính văn anh cũng nhíu mày nói, anh đi giải quyết, em cứ đợi ở nhà đi. Nói xong, Tiêu Chính Văn xải bước ra khỏi biệt thự. Khoảnh khắc đó gió nổi lên, cả bầu trời dường như bao trùm sát khí ngùn ngụt. Xem ra Thanh Vân tông Võ tông Hoa quốc sắp bị chỉnh đốn một trận rồi. Chương 792, một chiêu giết chết trưởng giáo. Nửa tiếng sau, tập đoàn Vi Nhan đã hoàn toàn bị đập phá tan tành. Lúc này trưởng giáo hổ đen đạp lên đầu một nhân viên, ấn mạnh anh ta xuống đất, kiêu ngạo nói: "Tổng giám đốc và chồng cô ta đang ở đâu? Bảo họ lập tức lăn đến đây ngay, nếu không hôm nay các người phải chết." Chỉ một câu nói đã khiến tất cả nhân viên nằm trên mặt đất trong đại sảnh đều im bặt. "Tôi, tôi không biết, cầu xin các ông tha cho chúng tôi, chúng tôi chỉ là người làm công." Nhân viên đó gắng sức cầu xin tha trưởng giáo hổ đen lạnh lùng hừ một tiếng nói không biết à. tốt lắm xem ra các người rượu mời không uống muốn uống rượu phạt rồi đây suốt lời ông ta nhấc chân lên rồi đạp mạnh xuống cánh tay của nhân viên đó lập tức bị dẫm nát a a a tay của tôi tay của tôi nhân viên đó kêu thảm thiết mấy tiếng sắc mặt trắng bệch rồi ngất xỉu sau đó trưởng giáo hổ đen lạnh lùng nhìn các nhân viên ngã dưới đất cũng như đang trốn trong góc ông ta giơ tay lên tức giận nói, cho hết tất cả lại rồi treo lên trước cổng tòa nhà. Tôi không tin Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn đó còn có thể trốn trong mai rùa. Vâng, một đám đệ tử đồng thanh đáp. Đúng lúc này, Tô Tĩnh từ xa chạy đến, lo lắng hét lên, dừng tay lại, dừng tay lại hết cho tôi. Các người là ai? Sao lại đập phá công ty chúng tôi? Nếu các người còn không chịu đi, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Nói xong, Tô Tĩnh lấy điện thoại ra định gọi cho cảnh sát. Nhưng một tên đệ tử lao đến giật lấy điện thoại của Tô Tĩnh, tiện thể còn chờ tay quật ngã Tô Tĩnh xuống đất. Chỉ trong chốc lát, gò má Tô Tĩnh sưng lên, khóe miệng rỉ ra chút máu. Cơn đau trên mặt khiến cả người cô ấy run rẩy, nhưng cô ấy không rên gì tiếng nào mà chỉ ngẩng đầu lên tức giận nhìn trưởng giáo hổ đen từng bước đến chỗ mình nói, "Tổng giám đốc và anh Tiêu tuyệt đối sẽ không tha cho các ông." Lúc này trưởng giáo hổ đen đứng trước mặt Tô Tĩnh, nhìn xuống Tô Tĩnh đang nằm sấp dưới đất, tay che má cười khẩy hỏi, "Vậy à? Thế tôi vẫn mong cái tên tiêu chính văn đó có thể xuất hiện ở đây. Thế này nhé, tôi cho các người 5 phút mau chóng liên lạc với tên tiêu chính văn đó. Nếu trong vòng 5 phút mà cậu ta không đến thì nửa đời còn lại các người sẽ trở thành người thực vật." Ông ta nói vậy khiến các nhân viên quanh đó đều khiếp sợ không ngừng khóc lóc cầu xin. Tô tính cũng nhíu mày nhìn nhân viên xung quanh. Một mình cô ấy thì không sao nhưng cô ấy không nhẫn tâm làm liên lụy đến những nhân viên vô tội này. Thế nên cô rất dối. Cô ấy cũng biết nếu tiêu chính văn đến đây thì chắc chắn sẽ xảy ra xung đột với bọn họ. Nhìn đám người này cũng không phải lương thiện gì, nếu anh tiêu xảy ra chuyện thì phải làm sao. Cứ thế 5 phút trôi qua rất nhanh. Trưởng giáo hổ đen nhìn đồng hồ, sau đó lạnh lùng nói, hết 5 phút rồi, xem ra Tổng Giám Đốc Khương và chồng cô ta đã bỏ rơi các người rồi, vậy thì xin lỗi nhé, người đâu, đưa bọn họ ra ngoài đánh chết đi. Mấy đệ tử đó lập tức lao vào đám nhân viên không mang vũ khí, liên tục đánh đá vào người họ. Từng tiếng kêu thảm thiết, đau đớn vang lên. Trưởng giáo hổ đen cũng bước đến chỗ Tô Tĩnh, thân hình dũng mãnh như có thể che cả ngọn núi lớn đẻ ép Tô Tĩnh yếu ớt, nhỏ bé. Nhưng bỗng dương một giọng nói lạnh lùng như tử thần vang vọng khắp cả đại sảnh bắt nạt nhân viên của công ty tôi thanh vân tông đúng là gan lớn bằng trời sau đó một bóng người mang theo lửa giận mút trời bước đến từ đằng xa đám đệ tử của thanh vân tông đang đánh người còn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đang diễn ra thì đã bị đá văng ra xa như bao cát sau đó ngã dầm xuống đất phun ra máu chết ngay tại chỗ đợi lúc trưởng giáo hổ đen hoàn hồn quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông đang nhếch miệng nở nụ cười sắc lạnh đứng trước mặt ông ta. Giữa hai mày người đàn ông này toát ra sát khí ngút trời như thanh kiếm sắc bén, trói mắt và lạnh lùng. Mày muốn chết hả? Trưởng giáo hổ đen lướt nhìn mấy đệ tử ngã trên đất, tức giận quát, ông ta giơ nắm đấm lên đánh về phía tiêu chính văn. Nhưng, tiêu chính văn giơ tay lên cản lại một đòn của trưởng giáo hổ đen, sau đó bóp chặt, nắm đấm của trưởng giáo hổ đen cứ thế bị bóp gãy. Cảnh tượng này khiến mọi người thẳng thốt. Đám người hóng chuyện vây lại xem và cả Lưu Nhân Vân đang ngồi trên xe lăn cũng hít sâu một hơi. Đó là một trong bốn trưởng giáo lớn của Thanh Vân Tông, chịu trách nhiệm chỉ dạy võ thuật cho các đệ tử Thanh Vân Tông. Thực lực vô cùng mạnh, là cường giả đỉnh cao trong hàng võ sư võ thuật. Nếu so với quân đội thì cũng là cường giả quân vương cấp 4 sao. Nhưng bây giờ lại chẳng chống đỡ được một đòn của Tiêu Chính Tiêu Văn bỗng nhiên xuất hiện này, cứ thế nắm đấm bị bóp nát. Trưởng giáo hổ đen cũng ngơ ngác, đầu tiên là hét lên đau đớn nhìn nắm đấm chảy máu ròng ròng, sau đó tức giận nghiến răng nghiến lợi, giơ một cú đấm khác lên đánh về phía Tiêu Chính Văn. Cái tên ngông cuồng này, mày chết đi. Nhưng tiếng hét vừa dứt. Rầm. Tiêu Chính Văn giơ chân lên đạp một cú thật mạnh vào ngực trưởng giáo hổ đen trong ánh mắt hái hùng của mọi người, trưởng giáo hổ đen văng ngược ra sau như bị đụng phải áo giáp nặng trịch, bay lên cao khoảng 5-6 mét, sau đó đập người vào chiếc xe hạng sang đỗ ngay trước cổng. Chiếc xe hạng sang cũng bị kéo ra khoảng 7-8 mét vì va chạm để lại một vệt bánh xe màu đen trên mặt đất, bánh xe cũng xuất hiện khói trắng. Người hóng chuyện vây xem có thể ngửi được mùi khét cay mũi. Khủng khiếp quá, chỉ một cú đạp thôi mà trưởng giáo hổ đen đã bị đá thành như vậy rồi. Lúc mọi người hoàn hồn lại thì mới phát hiện cả người trưởng giáo hổ đen có thân hình vạm vỡ đã dính chặt vào xe, miệng không ngừng dỉ máu, đôi mắt trừng to nhìn chằm chằm tiêu chính văn nói, mày, mày là đại sư sao? Còn chưa nói hết câu, trưởng giáo hổ đen đã nghiêng đầu chết ngay trước mặt mọi người. Chết rồi, chết thật rồi, cảnh tượng này khiến mọi người sợ hãi. Người đó là trưởng giáo của Thanh Vân Tông đấy. Cường giả võ sư đỉnh cao. Thế mà lại bị người ta đá chết. Không tận mắt nhìn thấy thì thật khó mà tin nổi. Thế chẳng phải là đắc tội với Thanh Vân Tông sao? Còn không làm Thanh Vân Tông tức điên lên sao? Lúc này Lưu Nhân Vân đã trố mắt, hoàn toàn ngơ ngẩn, cả người run rẩy không thôi. Hắn nhìn Tiêu Chính Văn đang lao đến, chỉ trong tích tắc đã đánh ngã hết toàn bộ 100 đệ tử sau đó đá thêm cho trưởng giáo hổ đen một cú nữa. Lúc này hắn đang trong tình trạng ngơ ngác, đầu óc trống rỗng. Đợi lúc hắn hoàn hồn lại thì Tiêu Chính Văn đã đi đến chỗ hắn. chương 793, Thanh Vân Tông nổi giận. Lúc này Lưu Nhân Vân cảm thấy mình sắp phát điên, hắn điên cuồng hét lên, hai tay liên tục dịch chuyển xe lăn, cố hết sức gào lên muốn chạy trốn. À à à, đừng giết tôi, đừng giết tôi mà, Tiêu Chính Văn đuổi theo lấy chân đạp vào xe lăn, Lưu Nhân Vân và xe lăn cùng lúc văng ra xa mười mấy mét. Lưu Nhân Vân úp mặt xuống đất trượt về trước ba bốn mét, trên mặt xuất hiện một vệt máu. Hắn đau đớn hét lên mấy tiếng rồi nằm sấp dưới đất, tay che gương mặt đầy máu. Hắn vừa quay đầu lại đã nhìn thấy ánh mắt như thần chết của Tiêu Chính Văn. Lúc này Lưu Nhân Vân sợ tới mức hét lên, liều mạng bò về phía trước nói, a a a, đừng giết tôi, đừng giết tôi, tôi là thiếu tông chủ của thanh vân tông, bố tôi là tông chủ thanh vân tông. thế nhưng tiêu chính văn đi đến đằng sau lưu nhân vân, giơ chân lên đạp lên lưng hắn, khiến lưu nhân vân suýt nữa bị dẫm chết tại chỗ. hắn hét lên thảm thiết, cảm giác sau lưng như bị một hòn đá nặng hàng ngàn cân đè lên khiến hắn không thể cử động, ngay cả thở cũng khó khăn. À a à, a, à, tôi sai rồi, đừng giết tôi, xin anh đừng giết tôi anh muốn gì tôi cũng có thể cho anh xin anh tha cho tôi lưu nhân vân cũng được xem là người biết thức thời gào khóc cầu xin tha hắn nói vậy khiến những đám người vây xem há hốc mồm người này là thiếu tông chủ của thanh vân tông thanh vân tông là đại tông y dược số một số hai ở giang trung lúc này thiếu tông chủ cao ngạo xa cách lại nằm dạp dưới đất như một con chó không ngừng cầu xin tha thứ điều này khiến đám người hóng hớt nhất thời khó mà chấp nhận được hóa ra thiếu tông chủ của thanh vân tông cũng chỉ là một tên vô dụng chuyên đi ức hiếp kẻ yếu sợ kẻ mạnh hơn gặp phải người mạnh hơn mình cũng phải khóc lóc cầu xin tha phương minh học của tập đoàn y dược ích khí đứng trong đám đông cũng cau mày lặng lẽ đi ra khỏi đám đông lúc này tiêu chính văn nhìn xuống lưu nhân vân dưới chân mình lạnh lùng nói thiếu tông chủ lưu xem ra anh không hề nghe lọt mấy lời cảnh cáo tối qua nhỉ bây giờ lưu nhân vân vô cùng hoảng sợ vội vàng khóc lóc nói tiêu chính văn không không anh tiêu cầu xin anh tha cho tôi đi tôi sai rồi tôi không dám nữa chỉ cần anh tha cho tôi anh chính là đại ca của tôi sau này mọi chuyện tôi sẽ nghe theo anh hết tôi là tay sai của anh anh bảo tôi đi phía đông tôi tuyệt đối không dám đi ngược lại cầu xin anh tôi thật sự không muốn chết ha ha. Tiêu chính văn nhìn Lưu Nhân Vân không ngừng xin tha nói, thế anh nghĩ hôm nay anh dẫn người đến đập phá công ty của vợ tôi, đánh nhiều nhân viên bị thương như vậy thì phải làm sao? Đền, tôi đền, bao nhiêu tiền tôi cũng đền được. Lưu Nhân Vân vội nói, hắn ra sức gật đầu chỉ sợ nói chậm một chút thôi thì kết cục sẽ giống trưởng giáo hổ đen. Vậy được, tôi nói ra con số, anh gật đầu hoặc lắc đầu, tiêu chính văn lạnh lùng nói. Vâng, Vâng. Lưu Nhân Vân vội vã gật đầu đáp. 500 triệu tệ, thế nào? Tiêu Chính Văn hỏi. Vừa nghe 500 triệu tệ, Lưu Nhân Vân trợn mắt há mồm kinh hãi. Cái gì? 500 triệu tệ? Mẹ nó, anh Nhân lúc cháy nhà mà hôi của à. Lưu Nhân Vân gào lên. "Hả? Anh không đồng ý à?" Tiêu Chính Văn cười khẩy, chân cũng càng dùng sức. Ngay lập tức, Lưu Nhân Vân hét lên đau đớn lúc này hắn có cảm giác lương mình sắp bị đạp gãy rồi ngược dán sát dưới mặt đất nóng hổi khiến hắn cảm thấy rất khó thở gần như chỉ có thể nói từng chữ qua kẽ răng lưu nhân vân nói tôi tôi đền như vậy được rồi chứ tiêu chính văn không hề có ý buông tha mà nói tiếp đừng vội còn một điều kiện nữa nghe nói thanh vân tông là đại tông y dược như vậy thì tốt rồi từ nay về sau tông môn các anh sẽ làm việc cho tập đoàn vi nhan thế nào nghe anh nói vậy lưu nhân vân lắc đầu chuyện này không thể thanh vân tông tôi là đại tông y dược lớn nhất giang trung tuyệt đối không phục tùng dưới một ai cả vậy à tiêu chính văn lạnh lùng nói hai chữ ngay tức khắc lưu nhân vân cảm nhận được sát khí khiến hắn dùng mình bèn vội vã thay đổi thái độ nói anh tiêu chuyện chuyện này tôi không quyết định được tôi chỉ là một thiếu tông chủ thôi ồ vậy thì gọi người có quyền quyết định đến nói chuyện với tôi Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, sau đó lấy điện thoại ra vứt cho Lưu Nhân Vân. Lưu Nhân Vân nhìn điện thoại trước mặt, cả người run rẩy. Hắn suy nghĩ một lúc rồi cầm lấy điện thoại gọi cho bố mình, run lẩy bẩy gào khóc nói, bố ơi, bố mau đến cứu con đi. Con đang ở tập đoàn Vi Nhan, bị người ta đánh. Chú hổ đen cũng bị giết rồi, một trăm sư huynh, sư đệ cũng chết rồi. Đầu bên kia điện thoại trong đại sảnh tông môn của Thanh Vân Tông. Lúc này tông chủ Thanh Vân Tông Lưu Sùng Hằng nhận được cuộc gọi từ số là cũng run rẩy sau đó tròn mắt tức giận nói cái gì. Hổ đen bị giết hả, còn 100 đệ tử nữa cũng chết rồi sao? Lúc này một đám quản lý cấp cao của Thanh Vân Tông đang ngồi trong đại sảnh khá cổ kính. Sắc mặt họ cũng trở nên khó coi. Vâng, bố mau đến cứu con, hắn còn nói muốn sau này Thanh Vân Tông làm việc cho tập đoàn Vi Nhan, nếu không hắn sẽ tự tay tiêu diệt Thanh Vân Tông." Lưu Nhân Vân gào khóc nói. Lúc này Lưu Sùng Hằng tức giận đáp, "Bố biết rồi, con đưa điện thoại cho người kia đi." Sau đó Lưu Nhân Vân run rẩy đưa điện thoại cho Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cầm điện thoại, sắc mặt lạnh như băng, anh còn chưa lên tiếng thì Lưu Sùng Hằng ở đầu bên kia điện thoại tức giận nghiến răng nói, "Cậu là Tiêu Chính Văn à?" "Này, tôi là Lưu Sùng Hằng tông chủ của Thanh Vân Tông." bây giờ tôi ra lệnh cho cậu thả con trai tôi ra ngay còn nữa cậu phải quỳ tại chỗ đợi cơn giận của tôi đến giang trung tiêu chính văn cười khẩy nói lưu sùng hằng thế tôi cũng cho thanh vân tông một lựa chọn ông dẫn tất cả người của thanh vân tông đến quỳ trước tập đoàn vi nhan cầu xin tôi tha thứ nếu không tôi nhất định sẽ tiêu diệt thanh vân tông để thanh vân tông ông trở thành lịch sử của võ tông giang trung võ tông hoa quốc cậu ngông cuồng quá đấy cậu muốn chết hả Lưu Sùng Hằng tức giận quát, sau đó đứng phát dậy. Ông ta còn muốn gào lên với điện thoại nhưng đầu bên kia đã cúp máy. Cái tên khốn chết tiệt, lại dám cúp điện thoại của tôi sao? Lưu Sùng Hằng điên tiết, như có ngọn lửa đang thiêu đốt lồng ngực. Lúc này bầu không khí của cả đại sảnh trở nên nặng nề. Các quản lý cấp cao của Thanh Vân Tông đồng loạt lên tiếng hỏi, Tông Chủ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hổ đen và một trăm đệ tử chết rồi sao? thiếu tông chủ cũng bị bắt hả? sốt cuộc là sao vậy? ai mà lại dám chống đối với thanh vân tông là linh khê tông sao? lưu sùng hằng tức giận nói không phải linh khê tông mà là một thằng danh khốn kiếp tên tiêu chính văn. mọi người lập tức truyền lệnh ngoại trừ các đệ tử ở lại canh gác thì những người khác đều theo tôi xuống núi. tiêu chính văn, cậu làm hại con trai tôi, giết trưởng giáo và đệ tử của tôi, tôi sẽ băm cậu thành trăm ngàn mảnh. dầm Lưu Sùng Hằng đập mạnh vào ghế bành làm cái ghế vỡ tan tành. chương 795, không ai dám truy cứu. Quân vương cùng thực lực cũng chưa chắc có thể đánh thắng. Đây chính là sự lợi hại của Võ Tông. Cùng thực lực, nhưng người của Võ Tông đương nhiên sẽ mạnh hơn. Đây là lý do vì sao quân đội sẽ mời những nhân vật lớn từ các môn phái trong Võ Tông đến giảng dạy trong quân đội. Quyền Bảy Huyệt, vị trưởng lão kia gầm lên, giơ nắm đấm đánh về phía bảy huyệt đạo trên người tiêu chính văn. Từ cái tên cho thấy quyền bảy huyệt này đánh vào bảy huyệt đạo cùng lúc. Chỉ cần đánh chúng đủ bảy huyệt đạo trên người thì dù là thần tiên cũng sẽ chết. Tiêu chính văn nhìn vị trưởng lão của Thanh Vân Tông ra nắm đấm, anh vẫn bình tĩnh đứng yên tại chỗ, lắc đầu nói, chậm quá. Đây là thực lực của Thanh Vân Tông sao? Nói xong, anh cũng giơ nắm đấm lên, tung một cú đấm. Bụp một tiếng, trong ánh mắt kim hãi của mọi người vị trưởng lão kia bay lên hộc máu mũi rơi về phía đám đông ngất luôn tại chỗ mọi người chết lặng tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn tiêu chính văn một quyền đã có thể giải quyết một vị trưởng lão võ sư trung cấp lưu sùng hằng chừng mắt nhìn tiêu chính văn tức giận quát lớn thằng nhãi danh khốn kiếp ở trước mặt tao mà mày dám đánh trưởng lão của thanh vân tông mày đúng là tự tìm đường chết lên cho tao, đánh chết hắn. Trong chốc lát, hơn 300 đệ tử của Thanh Vân Tông lao về phía Tiêu Chính Văn, vô cùng khí thế. Tiêu Chính Văn nhìn đám đệ tử của Thanh Vân Tông sông lên như đám châu chấu, bình tĩnh nhả khói thuốc, châm thêm điếu nữa, hít một hơi rồi lại nhả khói. Sau đó, anh gầy tàn thuốc. Tàn thuốc đỏ tươi có tia lửa, như hóa thành một viên đạn, lao với tốc độ cực nhanh, đụng trúng người của một đệ tử Thanh Vân Tông đang sông lên. Bụp một tiếng, tên đệ tử kia bay ra ngoài, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Ngay sau đó, chân phải của tiêu chính văn dẫm mạnh trên mặt đất, mặt đất nứt vỡ, bóng dáng của anh cũng hóa thành bóng đen, lao nhanh về phía trước. Ngay lập tức, mấy chục tên đệ tử thanh vân tông ở trước mặt tiêu chính văn giống như con thuyền ngoài biển khơi, bị hất bay thẳng ra ngoài. Còn tiêu chính văn lại giống như mãnh hổ xuống núi, tung hoành giữa đám đệ tử hơn 300 người. Trong nháy mắt, đám đệ tử của thanh vân tông ngã xuống xuống đất lúc này tiêu chính văn đút hai tay vào túi quần bước qua đám đệ tử đó đi đến trước mặt lưu sùng hằng đã sững sờ từ lâu tông chủ lưu bây giờ tôi muốn bàn chuyện làm ăn với ông ông thấy thế nào tiêu chính văn lạnh lùng hỏi lưu sùng hằng liếc nhìn đám đệ tử ngã trên mặt đất còn có cả trưởng lão trưởng giáo lúc này ông ta vô cùng hoảng loạn cho dù là ông ta thì cũng không thể đánh gục toàn bộ người của thanh vân tông trong thời gian ngắn như vậy được người đàn ông này thật đáng sợ nhưng lưu sùng hằng cũng không có ý định nhượng bộ ông ta gầm lên rút con dao găm từ thắt lưng ra đâm về phía tim của tiêu chính văn hung dữ hét lên mày thật đáng chết thế nhưng xoẹt lưu sùng hằng nhìn con dao găm của mình bị ngón tay tiêu chính văn kẹp chặt sau đó tiêu chính văn nâng đầu gối đá vào bụng Lưu Sùng Hằng. Lúc đó, Lưu Sùng Hằng có cảm giác như bị trúng đạn đại bác, cả người mềm nhũn, miệng phun ra máu, ngã xuống đất. Lúc này, toàn bộ người của Thanh Vân Tông đều đã gục ngã. Một đại sư võ đạo ở giang trung lại cứ như vậy mà gục ngã trước mặt người đàn ông này. Tiêu Chính Văn cúi đầu nhìn Lưu Sùng Hằng trên mặt đất, lạnh lùng nói: "Tông chủ Lưu, ông và tôi vốn không có thù hận gì, chỉ là con trai ông quá kiêu ngạo." dám động đến vợ tôi, sau đó còn tìm người đến phá công ty của vợ tôi, khiến nhân viên công ty bị thương, còn muốn giết tôi, đây chính là lỗi của các người. Phó Tông Hoa Quốc tuy đã lưu truyền hàng nghìn năm, có địa vị rất cao ở Hoa Quốc, người bình thường không đắc tội nổi, cũng không dám đắc tội. Nhưng trong mắt tôi Thanh Vân Tông các ông chẳng là cái thá gì. Cho dù bây giờ tôi giết ông thì cũng không có ai dám truy cứu. Lưu Sùng Hằng nằm dưới đất, ôm bụng, mặt đỏ bừng, khó khăn hỏi, mày, mày rốt cuộc là ai? Mày là tông sư võ đạo sao? Tôi là vua Bắc Lương." Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, âm thanh không lớn nhưng đủ để khiến Lưu Sùng Hằng run rẩy, đầu óc trống rỗng. Chương 796: Hiệp hội y dược Giang Trung vua, vua Bắc Lương. Ba chữ ngắn gọn này khiến Lưu Sùng Hằng chấn động, nội tâm vô cùng hoảng hốt. Không ngờ lại là vua Bắc Lương uy danh hiển hách người ông ta trêu chọc lại là vua Bắc Lương, chủ soái chiến khu cao nhất Hoa Quốc ư. Chủ soái Bắc Lương chống lại trăm triệu đại quân, chủ soái vô địch trong quân đội kia sao? Khoảnh khắc đó, mồ hôi lạnh trên trán của Lưu Sùng Hằng chảy xuống như thác nước. Không hề trần trừ do dự, ông ta lập tức chống người quỳ xuống đất, cũng được coi là bò lổm ngổm dưới đất, đầu áp sát vào mặt đất, toàn thân run rẩy, nói năng lắp bắp chủ, chủ soái, tôi sai rồi, Thanh Vân Tông sai rồi, cầu xin chủ soái khai ân, đừng hủy diệt Thanh Vân Tông của tôi, sau này tôi làm trâu làm ngựa tuân theo mệnh lệnh của chủ soái, vẫn mong chủ soái nương tay tha cho bố con chúng tôi, tha cho Thanh Vân Tông. Lúc này, Lưu Sùng Hằng hoàn toàn mất đi ý nghĩ phản kháng. Người trước mắt là vua Bắc Lương sát thần nhân gian đấy. Dưới quyền có bát đại long tướng, 300.000 quân phá long Bắc Lương, đủ để tiêu diệt Thanh Vân Tông khỏi thế giới này đồng thời trong lòng lưu sùng hằng cũng vô cùng tức giận đứa con trai ngu xuẩn của mình sao lại trêu chọc vua bắc lương thế chứ đây chính là một tấm bia lớn của hoa quốc chỉ riêng sức ép thôi cũng có thể đè chết thanh vân tông rồi cùng lúc này đám người hóng hớt phây xem bên ngoài đều có vẻ mặt đầy hoảng sợ trợn tròn mắt bọn họ cũng không dám tưởng tượng tông chủ của thanh vân tông trưởng môn của tông môn y dược lớn nhất nhì giang trung một đại sư võ đạo lại quỳ xuống cầu xin tha thứ trước mặt người đàn ông kia như vậy. Mặc dù không nghe rõ bọn họ đang nói gì, nhưng cảnh tượng này đủ để khiến bọn họ ghi nhớ cả đời. Quá đáng sợ, không thể tưởng tượng được. Thì ra Thanh Vân tông cũng có kẻ địch mạnh hơn bọn họ, lúc này, Tiêu Chính Văn lạnh lùng quay đầu, nhíu mày đưa mắt nhìn xuống Lưu Sùng Hằng đang quỳ dưới đất, khóe mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Lưu Sùng Hằng, nếu ông thành tâm hối cải, vậy bản soái cũng không phải người không nói lý lẽ. Ông thấy vụ làm ăn vừa nãy thế nào? Tiêu chính văn lạnh lùng hỏi, giọng điệu bình tĩnh, nhưng câu nói đơn giản này lại khiến toàn thân lâm sùng hằng run mạnh lên, không dám phản bác. Ông ta ra sức dập đầu, tốt, rất tốt à, cứ theo như chủ soái vừa nói, một tỷ tệ, Thanh Vân Tông tôi lập tức dâng lên một tỷ tệ. Ngoài ra, từ hôm nay trở đi Thanh Vân Tông chính là đối tác của tập đoàn Vi Nhan không? Đột nhiên tiêu chính văn ngắt lời ông ta. Một chữ không đơn giản này, khiến Lưu Sùng hằng luống cuốn ngay lập tức, lắp bắp hỏi, chủ soái cảm thấy chỗ nào chưa vừa ý. Tiêu chính văn cười hờ hứng, không phải đối tác, mà là quan hệ phụ thuộc. Bắt đầu từ hôm nay, Thanh Vân Tông chính là tông môn y dược dưới quyền tập đoàn Vi Nhan, trên dưới Thanh Vân Tông đều phải làm việc theo ý của tập đoàn Vi Nhan. Ông, lưu sùng hằng trực tiếp tiếp nhận sự điều khiển và sai khiến của vợ tôi nếu bên ngoài hỏi thì cứ nói lưu sùng hằng ông chính là giám đốc bộ phận nghiên cứu y dược của tập đoàn vi nhan điều kiện này ông thấy thế nào một câu nói ngắn gọn khiến lưu sùng hằng sững sờ tại chỗ mặc dù trong lòng ông ta không muốn nhưng tình hình trước mắt ông ta không thể không đồng ý sau khi do dự chốc lát lưu sùng hằng gật đầu trả lời tất cả nghe theo ý của chủ soái từ hôm nay Thanh Vân Tông chính là tông môn y dược phụ thuộc tập đoàn Vi Nhan, trên dưới cả tông môn kể cả tôi, sẽ tiếp nhận điều khiển và mệnh lệnh của Tổng Giám Đốc tập đoàn Vi Nhan. Được, hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi, tông chủ lưu không hổ là tông chủ một tông môn, đúng là suy nghĩ thông minh, cút đi. Tiêu chính văn lạnh lùng nói, lưu sùng hằng vội bò dậy, cúi người 90 độ, vội vã bảo đệ tử còn có thể bò dậy đưa lưu nhân vân tàn phế chạy khỏi tập đoàn vi nhan nhanh như bay. Nửa tiếng sau, video thanh vân tông chịu thua thiệt ở cổng tập đoàn vi nhan và video tông chủ lưu sùng hằng quỳ xuống cầu xin bị phân tán khắp nơi trên mạng xã hội Giang Trung. Địa đa số tông môn y dược lớn nhỏ và công ty y dược của Giang Trung đều đang bàn tán chuyện này. Mọi người nói xem, Thanh Vân Tông này nói thế nào cũng là tông môn y dược lớn nhất nhì Giang Trung chúng ta, ngang tài ngang sức với linh khê tông sao lại chịu thua một tên nhóc từ nơi khác không tên không tuổi chứ không phải chứ lưu sùng hằng này không phải là đại sư võ đạo sao vậy mà ngay cả một tên nhóc phát mũi chưa sạch cũng không đánh lại tôi xem video rồi hình như là bị đánh bại bằng một chiêu đại sư võ tông này lẽ nào yếu như vậy sao hay là bên ngoài chỉ đang phóng đại tin đồn về thanh vân tông thôi tập đoàn vi nhan này bây giờ quả thật khó giải quyết rồi, phát triển quá mạnh, hình như phía sau có một thế lực không nhỏ đang ủng hộ sự phát triển của nó. Cứ như vậy mãi, thị trường y dược của dược đô giang chung chúng ta chẳng phải sẽ bị một công ty từ nơi khác thao túng sao. Câu nói này khiến bầu không khí trong phòng họp của Hiệp hội Y Dược Giang Trung nhanh chóng trở nên một ngạt bí bách. Người ngồi đây đều là nhân vật đại biểu của tông môn Y Dược và công ty doanh nghiệp Giang Trung, lúc này vẻ mặt đầy lo lắng và khó coi. Thanh Vân Tông Tông môn y dược lớn của Giang Trung lúc này lại nghiêng về phía tập đoàn Vi Nhan, hoàn toàn mang đến cho bọn họ áp lực vô cùng lớn. Dưới sự giúp đỡ của Thanh Vân Tông, tập đoàn Vi Nhan này còn không phải sẽ phất lên như diều gặp gió sao? Đây là cục diện mà tất cả mọi người đều không muốn thấy, cho nên mới có cuộc họp hôm nay. Cho dù thế nào cũng phải áp chế sự phát triển của tập đoàn Vi Nhan. Theo như tôi biết Bây giờ một phần năm thị trường y dược Giang Trung đều bị Tập đoàn Vi Nhan nắm giữ, điều này quá nguy hiểm với chúng ta. Không sai, mọi người buộc phải đứng chung một chiến tuyến chống lại doanh nghiệp dược từ bên ngoài. Tôi đồng ý. Trong nháy mắt, mọi người đều đồng ý quyết định lần này, đó là liên kết đối đầu với Tập đoàn Vi Nhan. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của mọi người lại u ám trở lại, bởi vì bọn họ đều biết bây giờ thứ bọn họ đối mặt không chỉ là tập đoàn vi nhan mà còn có thanh vân tông cộng thêm thanh vân tông bây giờ tập đoàn vi nhan có thể nói là đã chiếm một phần hai thị trường y dược của giang trung đây là điều bọn họ hoàn toàn không ngờ được giải quyết thanh vân tông thế nào nhân vật lớn như vậy cho dù mấy ngày trước từng chịu tổn thất nhưng vẫn không phải là người chúng ta có thể chống lại hội trưởng lý nói không sai thật ra tập đoàn vi nhan chưa đủ gây sợ hãi cái tên nhóc tiêu chính văn kia cũng chưa đủ gây sợ, chúng ta tìm vài sát thủ là có thể giải quyết rồi. Chủ yếu là lưu sùng hằng mới là một phiền phức lớn. Mọi người im lặng, mà lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra. Một người đàn ông giá người cao lớn, trẻ trung phong độ, mặc vest trắng, hai tay đút trong túi quần, nghênh ngang đi vào. Thanh Vân Tông thôi mà, giao cho Linh Khê Tông chúng tôi là được. Còn về tên tiêu chính văn kia, Linh Khê tông tôi có thể phái 10 cao thủ đến giải quyết." Người đàn ông phong độ kia lạnh lùng lên tiếng. Phía sau có 6 tên vệ sĩ mặc vest đen đi theo, còn có một người đàn ông trung niên kẹp cặp sách. Nếu Lưu Nhân Vân ở đây nhất định sẽ nhận ra người đàn ông này chính là chủ tịch của tập đoàn Y Dược Ích Khí đã gặp mặt hắn lúc trước phương Minh học. Chương 797, không cần phải sợ. Tiêu Chính Văn lúc này ở trong phòng hội nghị ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía người đàn ông anh Tuấn đột nhiên bước vào. Hội trưởng Lý Tam Văn của Hiệp hội Y Dược Giang Trung, người đang ngồi trên ghế chính cũng phấn khởi đứng dậy, nở nụ cười bước lên tiếp đón Thiếu Tông Chủ Ninh. Sao cậu lại đột nhiên đến thăm hiệp hội y dược chúng tôi vậy? Mời cậu ngồi. Thấy Lý Tam Văn đứng dậy, người trong phòng hội nghị cũng nhanh chóng đứng dậy theo, nở nụ cười tươi giói người đàn ông đẹp trai này bình tĩnh đi lên vị trí của lý tam văn rồi ngồi xuống ninh tinh võ thiếu tông chủ của linh khê tông đại tông y dược giang trung linh khê tông này là đại tông y dược nổi danh như thanh vân tông có thể nói hai tông môn y dược này luôn là kẻ thù không đội trời chung luôn coi thường nhau không ai phục ai cả thị trường y dược giang trung được chia thành hai thế giới riêng biệt ninh tinh võ ngồi vào ghế chính cười nhạt, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Lý Tam Văn cũng nhanh chóng cười hỏi, thiếu tông chủ ninh, cậu vừa nói, cậu muốn đối phó với Thanh Vân Tông và tên tiêu chính văn kia sao? Ninh tinh võ mỉm cười, gật đầu nói, đúng vậy. Đây là ý của bố tôi, cũng là mục tiêu tiếp theo của Linh Khê Tông. Ý của bố tôi rất đơn giản, hy vọng mọi người trong Hiệp hội Y Dược có thể hợp lực với Linh Khê Tông chúng tôi, chống lại Thanh Vân Tông và tập đoàn Vi Nhan. Chỉ cần đánh bại bọn họ, thì thị trường y dược Giang Trung sẽ hoàn toàn nằm trong tay chúng ta. Đến lúc đó, sẽ không thiếu công của các vị, đương nhiên các vị sẽ nhận được nhiều hỗ trợ về thị trường và nguồn lực y dược. Đến lúc đó, Linh Khê tông tôi sẽ ủy quyền tiêu thụ linh khê hoàn cho các vị, cùng nhau chia sẻ thị trường y dược Giang Trung, bước vào thế giới rộng lớn hơn. Nghe xong lời này, mọi người đều sững sờ trong chốc lát, sau đó tỏ vẻ hưng phấn. Linh Khê Tông lại sẵn sàng dùng quyền tiêu thụ linh khê hoàn làm vật trao đổi. Đây đúng là chuyện tốt. Linh khê hoàn này là cốt lõi của Linh Khê Tông. Nhờ viên linh khê hoàn này mà Linh Khê Tông mới có thể giữ vững vị trí trong Đại Tông Y Dược ở Giang Trung, có thể so tài với Thanh Vân Tông. Linh khê hoàn là thần dược, có các dụng bồi bổ cơ thể, bảo vệ tim phổi. Trăm năm qua, Linh Khê Tông không hề ủy quyền bán linh khê hoàn cho bên ngoài bởi vì nó rất quý giá. Nhưng lần này, Linh Khê Tông lấy Linh Khê Hoàn ra, điều này đủ thấy Linh Khê Tông đã hạ đủ quyết tâm, muốn nhân cơ hội này đối phó với Thanh Vân Tông. Thiếu Tông Chủ Ninh, Lý Tam Văn tôi đại diện cho Hiệp hội Y Dược Giang Trinh, là người đầu tiên ủng hộ Thiếu Tông Chủ, ủng hộ Linh Khê Tông. Lý Tam Văn hào hứng nói. Theo đó, mọi người cũng hô hào ủng hộ. Ninh Tinh Võ nhìn đám người vô cùng phấn khởi, Khóe miệng khẽ nhếch lên cười nói, "Tốt lắm, nếu đã vậy thì chúng ta hợp tác. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận cách đối phó với Thanh Vân Tông và tập đoàn Vi Nhan. Thiếu tông chủ Ninh, cậu định xử lý tiêu chính văn của tập đoàn Vi Nhan thế nào?" Đột nhiên có người hỏi, "Phải đấy, Thiếu tông chủ Ninh, tên tiêu chính văn đó không hề đơn giản, chỉ với một cú đấm của hắn đã có thể đánh bại tông chủ của Thanh Vân Tông." hơn nữa còn đánh hơn 300 đệ tử của Thanh Vân Tông bị thương nữa. Lúc này, những người khác cũng nói theo, mặt đầy vẻ lo lắng. Ninh tinh võ dường như đã sớm đoán được ra sẽ có người hỏi như vậy, liền bình tĩnh đáp, mọi người yên tâm, Linh Khê Tông chúng tôi đã điều tra tên tiêu chính văn đó rồi. Hắn đúng là có chút thực lực, nhưng vẫn chưa đủ đáng sợ. Tôi đã phái 10 vị cao thủ chuyên ám sát đi giải quyết tên nhãi đó rồi. Nghe vậy, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm trên mặt mỗi người đều nở nụ cười gượng gạo lúc này tiêu chính văn đã sắp xếp người dọn dẹp lại tập đoàn vi nhan những nhân viên bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị về phần người của thanh vân tông anh cũng đã bảo ôn bất lâm phái người đưa toàn bộ về tông môn đồng thời tiêu chính văn còn bảo ôn bất lâm sắp xếp một trung đội đóng quân ở trong tông môn của thanh vân tông lúc này Lưu Sùng Hằng đang ngồi trong sảnh lớn của Thanh Vân Tông, bên dưới là những nhân vật ưu tú của Thanh Vân Tông. Hai trưởng giáo, bốn trưởng lão, ba chấp sự đã chết. 500 đệ tử, ngoại trừ 100 người do trưởng giáo hổ đen đưa tới đều đã chết ra, thì còn có 78 người người chết, còn lại đều bị thương nặng. Có thể thấy tiêu chính văn vẫn còn nương tay. Mọi người có gì muốn nói không? Lưu Sùng Hằng ôm ngực, nhìn mười mấy nhân vật ưu tú còn lại của thanh vân tông với vẻ mặt khó coi sắc mặt của mười mấy nhân vật ưu tú này cũng vô cùng nghiêm trọng cả người đều bị thương tông chủ chúng ta thật sự phải nuốt cục tức này xuống như vậy sao dù sao chúng ta cũng là đại tông y dược số một số hai ở giang trung cứ như vậy e là sẽ mất hết sức mạnh đúng đấy tông chủ thanh vân tông bây giờ không khác gì hổ bị nhổ răng linh khê tông nhất định sẽ nhìn chằm chằm vào chúng ta nói ít vài câu đi bên ngoài có binh lính đấy các người muốn mất đầu sao thấy đám người trong sảnh lớn đang nhao nhao thảo luận lưu sùng hằng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa khẽ quát đây có lẽ là đại họa của thanh vân tông chúng ta nhưng tôi lại cho rằng lần đại họa này có thể là bước khởi đầu lột xác của thanh vân tông người ta nói đại họa không chết át có hậu phúc mọi người đừng quên nhân vật đứng phía sau tập đoàn vi nhan chính là chủ soái bắc lương soạt nghe thấy vậy mọi người đều hít sâu một hơi đúng thế chủ soái bắc lương nghiền nát cả một vùng trời đất tông chủ vậy ý của ông là gì có người hỏi lưu sùng hằng suy nghĩ một lát rồi nói lập tức cho người chuyển một tỷ tệ vào tài khoản của tập đoàn vi nhan ngoài ra thông báo cho toàn tông môn sau này phải tôn kính với tập đoàn vi nhan lần này tôi có cảm giác cục diện của y dược giang trung sẽ thay đổi mạnh mẽ nếu linh khê tông nhân cơ hội này ra tay với chúng ta thì rất có khả năng sẽ có kết cục giống chúng ta thậm chí còn tệ hơn chúng ta nữa nghe những lời này mười mấy nhân vật ưu tú bị thương cũng hiểu ra tông chủ ý của ông là nếu linh khê tông nhân cơ hội này ra tay với chúng ta thì vua bắc lương nhất định sẽ dạy dỗ chúng nghiêm khắc sao có người hỏi lưu sùng hằng nghiêm nghị nói đây chỉ là suy đoán của tôi trước mắt thanh vân tông chúng ta phải nhận được sự tin tưởng của vua bắc lương nếu linh khê tông thể hiện tốt trước mặt vua bắc lương thì rất có thể chúng ta sẽ bị đá ra ngoài cho nên bây giờ chúng ta phải cống hiến vô điều kiện cho tập đoàn vi nhan và vua bắc lương như vậy thì chúng ta mới có thể thực sự đứng vững trên con thuyền này mọi người gật đầu cuối cùng cũng hiểu rõ bên phía tiêu chính văn sau khi trở về biệt thự, Khương Vi Nhan lo lắng hỏi anh vài câu, "Chồng à, thế nào rồi? Mọi chuyện đã giải quyết xong chưa?" Tiêu Chính Văn bình tĩnh cười nói, "Không sao, mọi chuyện đã được giải quyết rồi." Nói xong, Tiêu Chính Văn đột nhiên nhíu mày, kéo mạnh Khương Vi Nhan, nhanh chóng né sang một bên. Bằng! Trong tích tắc, một viên đạn bắn vào chỗ Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan vừa đứng, làm vỡ bàn trà. Chương 798, 10 sát thủ. Pằng pằng pằng. Ngay sau đó, một loạt đạn bắn trúng vào ghế sofa, khiến cho ghế sofa in toàn hình vết đạn. Tiêu Chính Văn lập tức kéo Khương Vi Nhan trốn ra sau ghế sofa. "A à, a, à, à, chồng, chuyện này là sao vậy?" Khương Vi Nhan sợ tới mức ôm lấy tai, sắc mặt trắng bệch. Dù thế nào cô cũng không thể ngờ lại gặp phải chuyện này trong nhà ngay giữa ban ngày ban mặt. Mặc dù trước đây cô đã trải qua vài lần nguy hiểm, thế nhưng lúc này vẫn rất sợ hãi như cũ. Dù gì một người phụ nữ như cô cũng chưa từng động đến súng đạn, sao có thể không sợ súng cơ chứ? Tiêu Chính Văn ôm chặt lấy Khương Vi Nhan, an ủi, "Đừng phát ra tiếng động. Em cứ trốn ở đây nhé." Khoảnh khắc này, lửa giận và sát khí ngút trời bùng lên dữ dội trong mắt Tiêu Chính Văn. "Vậy mà lại có sát thủ xuất hiện ở đây?" bởi vì mới đổi biệt thự nên lực lượng bảo vệ vẫn chưa được sắp xếp chồng ơi khương vi nhan kéo lấy tiêu chính văn khi anh đang định xông ra ngoài gương mặt ngập tràn vẻ lo lắng không ngừng lắc đầu tiêu chính văn khẽ cười nói yên tâm đi chồng em là vua bắc lương thừa sức để đối phó với loại sát thủ này nói xong tiêu chính văn buông tay khương vi nhan ra nhắm đúng thời cơ rồi xoay người cơ thể linh hoạt như báo săn xông ra bên ngoài trong nháy mắt, xạ thủ bắn tỉa trốn trên tầng cao của một tòa biệt thự bên ngoài đang ngắm bắn qua ống kính thì nhìn thấy một bóng dáng lướt qua nhanh như điện giật, qua trái qua phải, xông về phía mình nhanh như chớp. Hắn lập tức ngắm chuẩn về phía bóng dáng kia rồi bóc cò, tiếng súng bằng 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 vang lên, vài viên đạn bắn thẳng về phía trước với tốc độ cao, mang theo luồng khí lạnh hướng về nơi bóng người đó lướt qua. Lần nào cơ thể của tiêu chính văn cũng có thể né tránh đường đạn một cách chuẩn xác loạt đạn cứ thế lướt qua cơ thể và đỉnh đầu của anh, bắn chúng lên trên bãi cỏ, khiến cho bãi cỏ bị sới tung lên vài mảng cỏ xanh. Nếu bắn chúng thì sẽ bị thương nặng. Lúc tiêu chính văn bổ nhào tới đã cao mày rất chặt, sắc mặt vô cùng u ám, cơ thể toát ra luồng sát khí lạnh thấu xương. Dựa theo tốc độ đạn và uy lực khi đạn bắn chúng lên bãi cỏ, súng bắn tỉa mà đối phương sử dụng tuyệt đối là loại có cỡ nòng lớn chỉ có barret mới có thể tạo ra uy lực bộc phát lớn như thế cũng có thể nói rằng nếu như khi trước anh không có trong biệt thự thì có thể khương vi nhan đã trở thành một cái xác lạnh băng rồi nghĩ đến đây lửa giận trong lòng tiêu chính văn càng bùng cháy ngay lập tức một cây kim châm lao nhanh ra từ trong tay anh vù cây kim châm đó bắn thẳng về phía xạ thủ bắn tỉa đang ở trên đỉnh tòa biệt thự ở phía xa lóe lên ánh vàng trói mắt dưới ánh mặt trời. Ánh vàng đó vừa hay khúc xả với lớp kính trên ống ngắm, khiến cho tên đó nhất thời không thể mở mắt ra, họng súng cũng dương lên trời rồi bắn ra loạn xạ. Một giây sau, cây kim châm đó bắn thẳng đến, cắm thẳng vào lớp kính trên ống nhòm, khiến cho nó vỡ nát. Nếu như tên này không dơ họng súng lên thì có lẽ cây kim châm đã cắm thẳng vào đồng tử của hắn rồi sau khi hắn phản ứng lại và nhìn về phía bãi cỏ bên trong biệt thự thì không còn trông thấy bóng dáng của tiêu chính văn nữa. Người đâu rồi? Đáng chết, phát. Xạ thủ bắn tỉa đang mặc đồ tác chiến màu đen và đeo khẩu trang phẫn nộ mắng chửi một câu. Lại là một người nước ngoài. Hắn nhanh chóng thu súng lại, quay người định bỏ chạy. Thế nhưng, ngay lập tức, một bóng người rơi từ trên trời xuống, trong tay cầm theo con dao quân đội năm cạnh sắc nhọn cứa thẳng vào bả vai của xạ thủ bắn tỉa. Xoẹt, cánh tay của tên xạ thủ bắn tỉa bị cào rách, máu tươi tuôn ra, cả người cũng thuận thế mà ngã trên mặt đất. Hắn đau đớn gào mồm lên, nằm trên mặt đất, vẻ mặt kinh sợ nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mắt. Sao có thể như vậy chứ? Anh ta lên đây từ lúc nào? Tốc độ này cũng nhanh quá rồi đấy. Mà lúc này Tiêu Chính Văn cầm con dao quân đội nằm cạnh nhuốm máu trong tay, từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt lạnh lùng nhìn tên xả thủ bắn tỉa với bả vai đang bê bết máu trước mặt. Giác. Tiêu Chính Văn giơ chân đạp thẳng lên ngực tên xả thủ bắn tỉa đó, giẫm gãy mấy cái xương sườn của hắn ta, giống như thần chết đến từ địa ngục, lạnh lùng hỏi ai cử mày tới đây? Khắp người tên xả thủ bắn tỉa đó bê bết máu, trong miệng cũng phun ra máu tươi, chịu đựng lực đạp mạnh mẽ trên ngực phát ra tiếng cười gần phắc mày cho rằng chỉ có một mình tao đến ám sát mày sao mày nhìn về phía biệt thự mà xem nghe vậy tiêu chính văn nhướng mày nhanh chóng quay đầu nhìn ra lúc này chín bóng người mặc đồ tác chiến giống như những con khỉ linh hoạt đang lao nhanh về phía biệt thự khoảnh khắc đó tiêu chính văn điên tiết chúng mày muốn chết hả ngay sau đó anh đạp mạnh chân xuống giác lồng ngực của tên xạ thủ bắn tỉa bị tiêu chính văn dùng chân dẫm nát. Tên xạ thủ bắn tỉa chừng mắt nhìn lên, máu không ngừng phun ra khỏi miệng, chết tức tưởi ngay tại chỗ. Tiếp theo đó, tiêu chính văn mang theo sát khí ngất trời nhảy thẳng từ trên cao xuống, cả người ngập tràn hơi thở vô địch của một chủ soái sáu sao, áp chế khắp cả phạm vi 10 km. Đều đáng chết, tiêu chính văn gào lên đầy phẫn nộ, hai chân chạm đất, để lại hai dấu chân trên mặt đất, sau đó giống như một luồng điện xông thẳng về phía chín bóng người đang tiến vào trong biệt thự. Khoảnh khắc này, chín người kia liền phát run, cảm thấy luồng hơi thở và sát khí ngất trời đang lao nhanh về phía mình ở ngay sau lưng. Luồng sức mạnh này khiến bọn chúng bước đi đầy khó khăn, ngay cả dũng khí để tiến lên trước một bước cũng không có. Một giây sau đó, ầm ầm ầm, một con dao quân đội nằm cạnh sắc nhọn phóng nhanh tới từ phía sau, cứ rách vùng bụng và ngực của bốn tên sát thủ, xuyên thẳng qua người, máu tuôn ra không ngừng. Lại vài tiếng rầm lớn vang lên, bốn tên sát thủ đó vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã trợn trừng mắt ngã trên vũng máu, chết thẳng cẳng. Trong số năm tên sát thủ còn lại, bốn tên còn lại nhanh chóng quay người rút ra con dao từ bên hông rồi xông vào tiêu chính văn. Tên còn lại nhanh chóng xông về phía biệt thự, muốn bắt Khương Vi Nhan làm con tin. Khoảnh khắc đó, trong mắt bốn tên sát thủ vừa quay người lại, tiêu chính văn giống như tu la cả người đầy máu, không khí xung quanh liền trở nên quỷ dị. tiêu chính văn cầm con dao quân dội năm cạnh nhuốm máu, cả người toát lên sát khí nồng đậm, hai mắt en biến thành đôi mắt của thần chết, giảm từng bước chân lên trên bãi cỏ tiến về phía bọn chúng. giết bốn tên sát thủ phẫn nộ hô lên, xông đến giết tiêu chính văn từ bốn hướng. tiêu chính văn nở nụ cười như thần chết cơ thể giống ảo ảnh cứ thế biến mất trong tầm mắt của bốn tên sát thủ. Vào lúc bọn chúng phản ứng trở lại thì chỉ cảm thấy trên cổ lạnh băng. Xoẹt xoẹt xoẹt, con dao quân đội nằm cạnh sắc nhọn cứ qua cổ bọn chúng. Sau đó, máu phun ra như mưa, đầu người cũng rơi xuống đất. Giết sạch chỉ trong vài giây. Tên sát thủ xông vào trong biệt thự khi nhìn thấy Khương Vi Nhan đang trốn sau ghế sofa thì nhếch mép cười lạnh lùng, rút ra con dao hướng về phía cổ khương vi nhan giác tiếng vỡ vụn vang lên tên sát thủ đó liền trợn trừng mắt con người như muốn rớt ra ngoài tới nơi hắn kêu rên đau đớn cả người ngã lăn xuống đất ôm lấy háng sắc mặt xanh mét không ngừng lăn lộn trên đất căn bản không kêu lên nổi đau đớn vô cùng không có cách nào kêu lên thành tiếng Hắn không thể ngờ được một người phụ nữ thoạt nhìn mềm yếu như vậy lại có thủ đoạn kinh người đến thế. Không phải tình báo nói rằng Khương Vi Nhan là một người phụ nữ nhỏ bé mềm yếu chỉ biết khóc lóc thôi sao? Chương 799, cho hắn 3 ngày. Nhìn tên sát thủ ngã dưới đất, tay che ở phần dưới, mặt đầy vẻ đau khổ, Khương Vi Nhan đứng dậy, nhanh chóng chạy đến trước Tiêu Chính Văn, nói một cách yếu ớt, "Chồng ơi, em em sẽ không đá chết anh ta chứ tiêu chính văn liếc nhìn bộ dạng của tên sát thủ mỉm cười hờ hững xoa đầu khương vi nhan rồi nói không sao đá chết thì coi như anh ta đáng chết lúc này khương vi nhan mới thở phào nhẹ nhõm sau đó tiêu chính văn bước lên trước một bước mắt nhìn xuống tên sát thủ trên mặt đất lạnh lùng nói nói đi ai phái bọn mày đến nói ra có lẽ mày còn có thể sống tiếp lúc này mặt tên sát thủ đầy vẻ đau khổ cảm nhận được sát khí ngút trời trên người Tiêu Chính Văn. Hắn biết, mình không nói thì chắc chắn sẽ chết ở đây. Nhưng nếu nói thì hắn phản bội chủ thuê, cũng sẽ chết. Tiêu Chính Văn ngồi xổm xuống, liếc nhìn tên sát thủ đang băn khoăn, lúc anh giơ tay lên, mấy cây kim châm đâm thẳng vào mấy huyệt vị trên người tên sát thủ. Bỗng chốc, tên sát thủ gào thét một cách đau đớn thê thảm giờ phút này hắn có cảm giác trong cơ thể mình dường như có 10.000 con kiến đang gặm nhấm lục phủ ngũ tạng, vô cùng đau đớn, cực kỳ khó chịu. a à, a à, à, đau quá, đau quá đi, cầu xin anh, mau dừng tay lại đi, tôi nói, tôi nói, tôi nói hết. Tên sát thủ căn bản không chịu nổi, chưa đến 3 giây hắn đã che phần bụng đau đớn quỷ dưới đất, không ngừng dập đầu van xin. Tiêu chính văn thản nhiên cười khẩy, thuận thế rút mấy cây kim châm ra. Trong khoảnh khắc đó, toàn thân của tên sát thủ như quả bóng cao su xì hơi, nằm gục tê liệt trên mặt đất, mồ hôi toàn thân toát ra như tắm, sắc mặt mệt mỏi trắng bệch. Là, là thiếu tông chủ của Linh Khê Tông phải chúng tôi đến, anh ta nói chỉ cần giết anh, bắt cóc người phụ nữ kia thì chúng tôi có thể lấy 10 triệu USD. Tên sát thủ ngã trên mặt đất, nói một cách yếu ớt. Linh Khê Tông, nghe tên của tông môn này, sắc mặt tiêu chính văn nhanh chóng trở nên vô cùng u ám hay cho linh khê tông vậy mà lại dám để ý đến anh và khương vi nhan đúng là tự tìm đường chết sau đó tên sát thủ bò dậy toàn thân run rẩy quỳ trước mặt tiêu chính văn không ngừng dập đầu kêu la đại ca tôi sai rồi tôi không nên nhận nhiệm vụ này xin anh tha cho tôi tha cho cái mạng nhỏ này của tôi đi tiêu chính văn đứng dậy ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào tên sát thủ đang quỳ trước mặt mình, nói với giọng điệu lạnh lùng, nếu hôm nay tôi không có thực lực thì sao? Vậy có phải tôi sẽ trở thành một cái xác, còn vợ tôi cũng sẽ chịu mọi sự sỉ nhục của các người không? Câu nói này khiến nhiệt độ xung quanh giảm thấp đến mức sắp đóng băng trong nháy mắt. Có một vài người không thể nào tha thứ. Khoảnh khắc đó, tên sát thủ như đã hiểu ra điều gì đó, bỗng dưng rút ra một con dao găm lóe sáng từ trong lòng ra, thốt lên tiếng gào thét chết đi. Sau đó hắn dốc hết sức lực toàn thân đâm về phía Khương Vi Nhan ở bên cạnh. Giây phút đó, hiển nhiên Khương Vi Nhan không kịp phản ứng. Cô hét lên một tiếng chói tai, loạn choạng lùi về sau mấy bước. Nhưng, lúc con dao găm đâm tới, có tiếng súng vang lên, một viên đạn xuyên thẳng giữa trán tên sát thủ, máu tươi tung tóe khắp nơi. Chẳng mấy chốc, một đội binh lính được trang bị đầy đủ vũ trang xông vào nhanh chóng khống chế biệt thự và xác chết ở sân cỏ bên ngoài long ngao cũng cất súng bước nhanh xông vào liếc nhìn tình hình bên trong biệt thự quỳ một chân trước mặt tiêu chính văn và khương vi nhan cúi đầu tự trách long vương là thuộc hạ không làm tròn bổn phận xin anh trách tội tiêu chính văn xoay người thuận theo nhìn long ngao trước mặt đang quỳ dưới đất hỏi với giọng lạnh lùng cậu đã đi đâu không đợi Long Ngao giải thích, một đàn em phía sau anh ta đã nhanh chóng trả lời, báo cáo Long Vương. Trước đó chúng tôi phát hiện một nhóm người có thế lực không rõ ở gần biệt thự. Chúng tôi liền đuổi theo ra ngoài, không ngờ, đây lại là cái điệu hổ ly sơn. Long Vương, chuyện này không liên quan đến Long Tôn Long Ngao, là sơ suất của chúng tôi, muốn trách thì trách tội chúng tôi đi. Đúng vậy, Long Vương. Một đám đàn em của điện thần Long quỳ dưới đất, giải thích thay cho Long Ngao nhưng Long Ngao lại giận dữ lạnh lùng nói, im miệng hết. Trong nháy mắt các anh em quỳ dưới đất ở phía sau đều im bặt. Long Ngao cũng nhanh chóng nói với Tiêu Chính Văn, Long Vương, không liên quan đến bọn họ, là tôi sơ suất, xin hãy trách tôi. Chân mày Tiêu Chính Văn nhíu chặt, lạnh lùng nói tất cả mọi người chống đẩy tại chỗ một nghìn cái. Long Ngao, ba nghìn cái. Gió. Long Ngao cất cao giọng trả lời, lập tức cúi người chống đẩy những đàn em phía sau anh ta cũng nhanh chóng cúi người chống đẩy một nghìn cái cho dù cường giả cấp bậc chiến thần quân vương cũng sẽ mệt đến mức thở không ra hơi đừng nói là ba nghìn cái nếu làm thì chẳng phải sẽ nằm liệt mấy ngày sao khương vi nhan ở bên cạnh nhìn kéo cánh tay tiêu chính văn không nhẫn tâm lắm nhỏ giọng nói chồng này hay là bỏ đi cũng không xảy ra chuyện gì lòng ngao cũng không phải cố ý tiêu chính văn lắc đầu nói với khương vi nhan em không hiểu quy tắc chính là quy tắc không thể vì cậu ấy là anh em vào sinh ra tử với anh thì có thể thay đổi được rồi em vào nghỉ ngơi trước đi khương vi nhan bĩu môi còn muốn nói gì đó nhưng vừa đinh nói lại nhìn thấy ánh mắt của tiêu chính văn nên nuốt lời vào trong suy nghĩ một hồi cô chỉ đành xoay người rời khỏi đó nửa tiếng sau trên sân cỏ trong biệt thự người của điện thần long mặc đồng phục đã nằm la liệt dưới đất Quân phục màu xanh sẫm trên người bọn họ là lấy từ quân khu Giang Trung, để che giấu thân phận. Lúc này chỉ còn lại một mình Long Ngao đang chống đẩy. Chán đầm đìa mồ hôi, toàn thân ướt đẫm. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. 2.997 2.998 3.000 Khoảnh khắc chống đẩy xong, Long Ngao thở dài một hơi, nhanh chóng đứng dậy cung kính đứng trước mặt tiêu chính văn hai cánh tay run rẩy long vương ba nghìn cái chống đẩy hoàn thành long ngao cất cao giọng hô lớn tiêu chính văn hờ hững liếc nhìn nói không được phép có lần sau rõ long ngao trả lời rồi nhanh chóng xoay người chuẩn bị dẫn người rời đi đợi đã đột nhiên tiêu chính văn gọi long ngao lại giơ tay ném cho anh ta một lọ thuốc hờ hững nói thuốc mỡ tự tôi điều chế có thể làm dịu cơn đau nhức cơ bắp, thoa cho các anh em. Long Ngao nhận lấy lọ thuốc kia, nhếch miệng để lộ ra hàm răng trắng, cười ngốc nghếch một hồi, nói cảm ơn Long Vương. Đàn em điện thần Long xung quanh cũng lập tức nhếch miệng, bật cười tự nhiên cảm ơn Long Vương. Cùng lúc này, bên phía Hiệp hội Y Dược Giang Trung, mọi người đang đợi kết quả giám sát. Đột nhiên cửa phòng họp bị đẩy mạnh ra, một tên vệ sĩ chạy vào, nói với ninh tinh võ đang ngồi ở vị trí đầu, thiếu tông chủ, xảy ra chuyện rồi, người sát thủ chúng ta phái toàn bộ đều chết hết. Long ngao hét lên. Sau đó tiêu chính văn nói, thay tôi chuyển lời đến Linh Khê Tông, cứ nói ba ngày sau tôi đích thân đến thăm Tông Môn. Bảo toàn thể trên dưới của Linh Khê Tông, toàn bộ quỳ ở cổng Tông Môn để đón tiếp. Nếu không quỳ, bản soái giết hết Linh Khê Tông, khiến Linh Khê Tông biến mất khỏi Giang Trung. Gió! Nghe câu này, Ninh Tinh Võ lập tức đứng bật dậy, mặt đầy vẻ ngạc nhiên, hét lớn, cậu nói gì? Toàn bộ đều chết hết sao? Mười sát thủ cấp bậc quân vương đấy, kỹ thuật ám sát vô cùng xuất sắc, còn có một xạ thủ bắn tỉa được thuê với giá cao. Đều chết hết rồi hả? chương 800, một tát bay lên cao. Tên vệ sĩ gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng nói, vâng, đều chết hết rồi. Nghe thế, ninh tinh võ xa sầm mặt mày, sắc mặt vô cùng khó coi, ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Sao lại như thế? Ninh tinh võ lẩm bẩm, lưu sùng hằng của Thanh Vân Tông mới chỉ vừa đạt đến cảnh giới đại sư võ thuật, theo lý mà nói thực lực cũng chỉ ngang chiến thần thôi. Tiêu chính văn có mạnh hơn đi chăng nữa thì cũng chỉ là chiến thần huyền cấp 2 sao, không thể dễ dàng sống sót dưới sự tấn công mạnh mẽ của 10 sát thủ quân vương được. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Ninh tinh võ nhíu chặt mày. Trong phòng họp, sắc mặt đám người trong hiệp hội y dược đều rất khó coi. Lý Tam Văn sợ hãi hỏi: "Thiếu tông chủ Ninh, thế tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Đây chẳng phải đã đắc tội với tên Tiêu Chính Văn rồi sao? Nếu hắn biết là chúng ta đứng đằng sau thì liệu có trả thù chúng ta hay không?" "Đúng vậy, Thiếu tông chủ Ninh, cậu phải nghĩ cách giải quyết chuyện này." ngay cả Thanh Vân Tông cũng không phải là đối thủ của tên đó thì chẳng phải hiệp hội y dược của chúng ta sẽ bị tên đó đánh bại trong tích tắc sao. Đám người nhao nhao bàn tán, trên gương mặt lộ ra vẻ lo lắng. Ninh tinh võ nhíu chặt mày, nghĩ một hồi mới nói, được rồi, mọi người yên tâm đi, Linh Khê Tông chúng tôi chắc chắn sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này. Chỉ một tên tiêu chính văn thôi mà, không đáng để chúng ta phải sợ dù hắn có giết hết sát thủ tôi phái tới thì đã sao chứ? Hắn có thể giết một nhóm nhưng có thể giết được hai, ba nhóm sao? Linh Khê Tông tôi có tiền, thiếu tông chủ tôi sẽ liên tục thuê sát thủ quốc tế để ám sát bọn chúng, tôi không tin không thể lấy được mạng hắn. Hắn vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng họp trở nên nặng nề. Mọi người đều ngờ vực nhìn nhau không biết có nên tin hay không. Ninh tinh võ nhìn bọn họ dĩ nhiên cũng nhận ra nỗi lo và nghi ngờ trong ánh họ, hắn trầm giọng nói, lẽ nào các vị không tin tưởng Linh Khê Tông sao? Không không không, không phải đâu thiếu tông chủ Ninh, cậu hiểu lầm rồi. Lý Tam Văn vội vã mỉm cười giải thích, thiếu tông chủ Ninh là thiếu tông chủ của Linh Khê Tông tất nhiên là có năng lực rồi. Chỉ là những người ngồi ở đây đều là các doanh nghiệp và công ty nhỏ ở Giang Trung, nên họ không khỏi thấy hơi lo lắng mà thôi, Mong Thiếu tông chủ Ninh đừng để tâm. Phải đó Thiếu tông chủ Ninh, bọn tôi tin cậu. Đúng vậy, nếu Thiếu tông chủ Ninh đã nói vậy thì chắc chắn có thể giải quyết được. Nghe mấy lời không hề thật lòng này, Ninh Tinh võ chỉ hơi cau mày, không nói gì. Lúc này cửa phòng họp bỗng bị ai đó đá mạnh vào. Sau đó một nhóm binh lính cầm theo súng xông vào, nhanh chóng bao vây phòng họp. Họng súng đều chĩa về phía những người đang ngồi trong phòng họp bỗng chốc phòng họp trở nên hỗn loạn. a, à, các người là ai vậy? ai cho các người xông vào đây? binh lính ở đâu đến đây? nơi này là hiệp hội y dược đấy. rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? sao bỗng dưng có nhiều binh lính đến thế? ngay lúc mọi người còn hoảng loạn thì một bóng người lạnh lùng bước vào. người đó chính là Long Ngao. anh ta bước vào phòng họp, ánh mắt lạnh lùng lướt quanh phòng. sau đó hỏi, ai là thiếu tông chủ ninh của Linh Khê tông? Lúc này Lý Tam Văn bỗng xông ra chặn trước mặt Long Ngao, tức giận quát, cậu là ai? Ai cho các người xông vào đây? Có biết đây là đâu không? Nơi này là hiệp hội y dược Giang Trung đấy. Long Ngao nhíu mày, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên trước mặt hỏi, ông là ai? Tôi là hội trưởng hiệp hội y dược, Lý Tam Văn. Lý Tam Văn tức giận nói. Nghe ông ta nói vậy, Long Ngao cau mày nói, xin lỗi nhé tôi không tìm ông sứt lời lòng ngao giơ tay lên đấm lý tam văn một cú khiến ông ta văng ra xa đập người vào bức tường bên cạnh sau đó ngã nhào xuống đất chỉ trong chốc lát cả bức tường đều nứt toác cả phòng họp chết lặng mọi người không ngờ người đàn ông bỗng xông vào phòng họp lại ngang ngược như vậy hội trưởng lý ông không sao chứ sao cậu lại đánh người như vậy đám người kích động chỉ vào long ngao mắng nhiếc nhưng long ngao không quan tâm lúc này đôi mắt sắc bén của anh ta nhìn về phía ninh tinh võ đang ngồi ở vị trí đầu sau đó anh ta sải bước đi về phía ninh tinh võ mấy vệ sĩ đằng sau ninh tinh võ lập tức lao đến muốn ngăn long ngao lại nhưng chết tiệt mẹ kiếp sau đó là mấy tiếng rầm rầm vang lên mấy vệ sĩ đó đều bị đánh văng ra xa thậm chí có kẻ còn bị đập người vào cửa kính rơi xuống dưới Ninh Tinh Võ nãy giờ vẫn ngồi yên đó bỗng không còn bình tĩnh được nữa, hắn hơi hoảng sợ nhìn Long Ngao đang đứng trước mặt mình. Long Ngao lên tiếng hỏi, anh chính là Ninh Tinh Võ, thiếu tông chủ của Linh Khê tông à? Lúc này sắc mặt của Ninh Tinh Võ rất khó coi, hắn nhìn vệ sĩ của mình nằm la liệt dưới đất, rồi lạnh lùng nói với Long Ngao, mày là ai? Lại dám đánh người của thiếu tông chủ tao, mày có biết Linh Khê tông mạnh thế nào không hả? Hét lên xong, ninh tinh võ đứng phát dậy nhưng ngay khi hắn vừa đứng dậy long ngao đã giơ tay lên bóp chặt lấy vai ấn hắn ngồi xuống ninh tinh võ tức giận muốn bùng nổ rồi ninh tinh võ tức giận hét lớn hắn vẫn muốn đứng dậy nhưng lại bị long ngao đè xuống dù ninh tinh võ có vùng vẫy thế nào cũng không đứng dậy được lúc đó đầu vai hắn như bị một tảng đá nặng hàng nghìn cân đè chặt xuống khiến hắn không thể nào động đậy được long ngao lạnh lùng nhìn hắn nói tôi không cho anh đứng lên thì anh không có tư cách đứng lên đâu thiếu tông chủ ninh tôi đến để nói với anh một câu mong anh chuyển chính xác lời tôi cho tông chủ linh khê tông ba ngày sau đại ca của tôi sẽ đích thân đến linh khê tông toàn bộ người trong linh khê tông đều phải quỳ xuống trước cửa tông môn để chào đón đại ca tôi nếu các anh không đồng ý thì cũng khá dễ để giải quyết đến lúc đó đại ca tôi sẽ giết hết Linh Khê Tông để các anh trở thành ịch sử của Tông Sư Y Dược Giang Trung. Nói xong, Long Ngao thả tay ra. Ninh Tinh Võ cũng đứng phát dậy, tức giận gào mồm lên, mẹ kiếp, mày nói gì? Bảo toàn bộ người trong Linh Khê Tông phải quỳ trước cổng Tông Môn để đón đại ca mày sao? Không đồng ý thì giết hết Tông Môn của tao. Này, mẹ kiếp, mày ngông cuồng quá đấy. Đại ca của mày là ai? Hắn có biết ở Giang Trung, ở Hoa Quốc, Linh Khê Tông có địa vị như nào không? Hắn có biết bố tao tông chủ của Linh Khê Tông đã bước sang cảnh giới đại sư võ thuật tầm trung không? So với quân đội thì ngang với chiến thần huyền cấp 2 sao đấy. Chúng mày lại dám khiêu khích Linh Khê Tông, đang muốn chết sao? Đại ca của mày tên là gì? Long Ngao cười nhạo hắn, sau đó lắc đầu. Chỉ là một đại sư võ thuật ở tầm trung thôi mà ngay cả anh ta cũng chỉ cần dùng một tay là có thể bóp chết đối phương rồi. Anh ta bỗng giơ tay lên tát mạnh vào mặt ninh tinh võ tự cao tự đại khiến hắn văng ra xa. Rầm, Ninh tinh võ bay lên lộn mấy vòng trên không trung, sau đó rơi bịch xuống đất phát ra mấy tiếng rầm rầm rầm. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 40